Minh sau 2-3 ngày đổi mới cũng sẽ không nhiều, chỉ có thể cam đoan không đứt chương, sau khi trở về chậm rãi bộc phát bổ sung, mời mọi người thứ lỗi. chương 716, Hắc Phong Quân Đoàn, tiền vạn quán là Giang Giật huynh đệ, hắn cùng chiến vô song cùng Giang Giật cũng đã có mệnh giao tình, nhất là tiền vạn quán vì Giang Giật cái gì đều có thể mặc kệ, toàn tâm toàn ý đi theo hắn. Giang Giật người này đối đãi địch nhân lãnh huyết vô tình, đối đãi người một nhà lại quan trọng nhất nghĩa khí, vì Tiền Vạn Quán cùng chiến vô song hắn đều có thể liều mạng cái mạng này, giờ phút này nghe được Tiền Vạn Quán xảy ra chuyện, nội tâm của hắn tức giận cùng cấp bách có thể nghĩ mà thôi. Hưu, hắn bá đạo vọt vào trong phủ thành chủ trực tiếp lên lầu 2, liền cửa ra vào hướng hắn hành lễ lục gia hộ vệ đều coi thường. Đi đến Lục Bình đại điện bên ngoài, hắn lập tức quát khẽ, đại nhân, thương lang cầu kiến. Ông, đại môn cấm chế phát sáng lên, từ từ mở ra, Giang giật nhanh chân đi đi vào đều quên hành lễ vội la lên, đại nhân, vạn quán xảy ra chuyện. Ta biết, Lục Bình khoát tay áo ra hiệu Giang giật an tâm chớ vội, nàng dừng lại nói ra trên thực tế. Ta hôm qua tự nhận được tin tức, ta cũng lập tức để cho người ta điều tra một phen, lấy được một chút tư liệu. Giang giật hít một hơi thật sâu nói, ngài nói, ta nghe. Lục Bình gật đầu nói, động thủ sơn phỉ đoàn là hắc phong quân đoàn, đây là bạch hổ trong đảo xếp hạng thứ 10 quân đoàn, động thủ địa điểm ngay tại bạch hổ đảo, tiền ra cùng bên kia giao dịch hoàn thành trở về lúc bị phục kích. Bọn hắn rất rõ ràng chặn giết chính là người nào, đối tiền ra thân phận giải cũng nhất thanh nhị sở, nếu không tiền ra đã sớm chết. Nói một cách khác có người được biết kế hoạch của chúng ta, cố ý bắt cóc tiền ra. a à, Giang giật vừa rồi thức xỉu đầu, trong đầu đều là lửa giận cùng sát ý, nhất thời không có đi nghĩ lại, giờ phút này đột nhiên giật mình, con người lấp lóe nói, làm sao có thể chẳng lẽ ra nội gian không có khả năng. Vạn quán làm việc cẩn thận như vậy, mà lại biết rõ kỹ càng nội tình đều là hồn nô, ta bên này tuyệt đối sẽ không có nội gian. Tiền ra làm việc ta tự nhiên yên tâm, Lục Bình gật đầu nói, ta cũng không có hoài nghi người bên kia ra nội gian, mà lại ta cũng có thể cam đoan, ta bên này cũng không có nội gian. Giang giật đôi mắt co rụt lại, hoảng sợ nói, chẳng lẽ là phía trên chú ý không đúng, nếu là chú ý, cũng không phải là sơn phỉ đoàn động thủ, mà là đội chấp pháp. Không sai, Lục Bình cũng đồng ý Giang giật cái này suy đoán, nàng trầm giọng nói ra, phía trên không ra được vấn đề, nếu có nửa điểm phong thanh, ta hội trước tiên nhận được tin tức. Việc này ta nghĩ đến một đêm, ta hoài nghi là một người trong bóng tối dở cho quỷ, hắn biết rõ chúng ta đang làm gì, đồng thời bí mật điều tra tiền vạn quán đám người hành tung, sau đó đem tin tức bán cho hắc phong quân, mới có lần này chặn giết. Giang giật trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, trầm giọng nói, ai? Lục bình ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, chậm rãi phun ra hai chữ, lục địch. Là hắn, Giang giật trong mắt hàn quang một thịnh, nghĩ lại một phen cũng cảm giác khả năng cực lớn, lục địch nguyên bản cùng lãnh ra hợp tác buôn bán lôi thạch, có thể kiếm lấy đại lượng thiên thạch, giờ phút này bị lục bình điều đi tài lộ đoạn mất, tự nhiên ôm hận tại tâm. Hắn có lẽ kiêng kỵ lục bình thế lực sau lưng không dám công khai đến, sở dĩ tự bí mật điều tra mọi người hành tung, lại câu kết sơn phỉ quân đoàn dọa dẫm giang giật. Lục địch, hắc phong quân, giang giật nghiến giang nghiến lợi gầm nhẹ, hắc phong quân tư liệu có hay không bọn hắn có bao nhiêu người thực lực như thế nào. Có, Lục Bình mặt không thay đổi nói ra, người không diệt được bọn hắn, hắc phong quân đoàn thiên quân khoảng chừng hơn 100, trung giai thiên quân 5 người, ba cái thực lực nhưng so sánh lãnh ra, người hẳn là giết không được lãnh ra A à Giang ra. Chuyện này, ta không giúp được ngươi, Bạch Hổ thành thành chủ cùng ta không phải nhất mạch. Liền xem như nhất mạch, đối với việc này ta cũng không có khả năng cầu người hỗ trợ, vạn nhất có người nhìn chằm chằm việc này, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn, sở dĩ việc này chỉ có chính ngươi đi xử lý. Nàng dừng một chút, không đợi giang giật mở miệng tiếp tục nói ra cùng bên kia giao dịch tạm thời hủy bỏ đi ta trước hết để cho người đi bạch long thành hỏi thăm một chút tiếng gió coi như muốn giao dịch địa điểm cũng nhất định phải đổi bất quá chúng ta bại lộ khả năng rất thấp tiền ra làm việc xác thực rất cẩn thận không có để lại nửa điểm chứng cứ lục ra bên này ngươi an tâm đi giống như có thể còn sống đem người chuộc về người tốt nhất đừng động thủ nếu không nếu như ngươi chết ta chỉ có thể tìm người khác hợp tác giang giật nhẹ gật đầu cứ việc nội tâm lửa giận có thể phần diệt thương khung nhưng hắn vẫn là cố nhịn xuống tiền vạn quán an toàn trọng yếu nhất 100 triệu thiên thạch rất nhiều nhưng giang giật hoàn toàn không thèm để ý chỉ cần tiền vạn quán có thể còn sống trở về một tỷ thiên thạch hắn cũng dám ra lần nữa cùng lục bình thương nghị một phen hỏi rõ ràng hắc phong quân chỗ địa bàn còn có phụ cận sơn phỉ quân đoàn tình huống về sau giang giật mang theo một phần tư liệu địa đồ đi ra phủ thành chủ như đăng triệu tập thành nội sở hữu thiên quân đi quảng trường chờ lệnh ra khỏi phủ thành chủ, giang giật đối ở bên ngoài như Đăng trầm hống. Sau đó hắn bay thẳng bản thân tiểu viện, cùng Phượng Loan thương nghị nửa canh giờ, đem tất cả mọi người thu vào đế cung bên trong, một người đi trong quảng trường. Trên quảng trường hơn 100 tên thiên quân sớm chờ, giang giật đằng đằng sát khí ánh mắt quét qua, quát khẽ nói, phục dịch thời gian không có đầy thiên quân toàn bộ trở về, còn lại theo ta ra khỏi thành. Đồng thời ánh mắt của hắn quét qua Nhiêu Đăng, truyền âm nói, Nhiêu Đăng, ngươi lưu lại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này, thành nội bởi ngươi thống lĩnh, có bất kỳ sự tình chớ làm loạn, chờ ta trở về xử lý, như thực sự không bước đi tìm thành chủ đại nhân định đoạt. Thành nội thiên quân chỉ có hơn 160 người, trong đó có hơn 50 người còn không có qua phục dịch kỳ, giang giật bọn hắn phục dịch đã sớm đầy một năm, lần trước đi gặp một vị thống lĩnh, trên đầu nô chữ cũng bị xóa đi. Hắn lần này sở dĩ không có đem toàn bộ thiên quân mang đi, là sợ có người đoán chừng thiết lập ván cục. Như thế thời khắc mấu chốt, Phản nhất lục ra cao tầng phái người giám thị dịch kỳ không có đầy võ giả dám rời đi thiên lôi đảo lục bình sẽ bị vấn trách cục diện hội càng hỏng bét hiu 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 hoàn mỹ mời ba người tại giang giật xuất lĩnh phía dưới hướng thành tây chạy như điên thành nội một mảnh xôn xao vô số người tụ tập cùng một chỗ nghị luận ầm ĩ suy đoán rốt cuộc xảy ra cái đại sự gì như đăng thì triệu tập còn lại thiên quân truyền xuống giang giật mệnh lệnh để còn lại thiên quân tận hết chức vụ duy trì thiên lôi thành ổn định bất kỳ người nào không được rời đi thiên lôi đảo ai dám kháng mệnh ra khỏi thành giết không tha tất cả mọi người nghe giang giật ra khỏi thành về sau tại một mảnh hoa nguyên bên trên ngừng lại ánh mắt như dao quét về phía mọi người trầm giọng nói ra lần này chúng ta là đi cứu người tiền ra bị một cái sơn phỉ quân đoàn bắt cóc cái này sơn phỉ quân đoàn thực lực không tệ không thể so với thực lực chúng ta yếu sở dĩ lần này nếu là khai chiến các ngươi trong đó có người sẽ vẫn lạc ta không bắt buộc tất cả mọi người đi các ngươi không muốn đi người có thể rời đi, đương nhiên. Không thể trở về thành, như đi với ta người, miễn là còn sống trở về, mỗi người ít nhất 10 vạn thiên thạch. Là đi hay ở, các ngươi lựa chọn đi, cùng tiền vạn quán cùng một chỗ ra ngoài trốn về đến hơn 20 tên thiên quân, cũng không có đem sự tình truyền ra ngoài, sở dĩ rất nhiều người cũng không hiểu rõ nội tình, chỉ là nhiếp tại giang giật uy nghiêm không dám kháng mệnh mà thôi. Giờ phút này nghe được giang giật, rất nhiều người con người lấp lóe trầm ngâm. Giang giật rất rõ ràng, rời đi thiên lôi thành không còn có bọn hắn đất dung thân, đi cùng có khả năng vẫn lạc, nhưng chỉ cần sống sót, về sau vinh hoa phú quý không lo. Giang gia, ta đi theo ngươi, tiền gia trong khoảng thời gian này mang bọn ta phát tài, chúng ta có thể nào vứt xuống tiền gia mặc kệ. Ta đi, rất nhiều người rất nhanh hạ quyết tâm, dù sao rời đi thiên lôi thành sau bọn hắn đi kia lăn lộn trong khoảng thời gian này đi theo tiền vạn quán đi bên ngoài diệt sát sơn phỉ đoàn. Mọi người thế nhưng là thu hoạch rất nhiều, tự nhiên muốn cùng Giang giật làm tiếp đương nhiên cũng có bảy tám người cắn giang hướng giang giật vừa chắp tay cùng một chỗ hướng thiên lôi đảo bên ngoài bay đi giang giật không có truy sát mọi người người có trí riêng hắn cũng không muốn cưỡng cầu đi hắn quét qua lưu lại người vung tay lên hướng phía tây bắc bay đi thanh âm của hắn cũng vang vọng tại tất cả mọi người trong tai lần này như đại gia có thể không chết ta cam đoan chư vị tài nguyên cuồn cuộn vinh hoa phú quý đây là ta cho các ngươi hứa hẹn chương 717, thiên cơ thuyền Giang giật mang theo 105 người cũng không có lựa chọn bay thẳng đi Bạch Hổ Đảo, Hắc Phong Quân chỉ cấp thời gian nửa tháng. Giang giật không muốn trên đường có nửa điểm sai lầm, sở dĩ hắn mang theo mọi người đi Bạch Miêu Đảo, tốn hao số vạn thiên thạch cưới thương hội thương thuyền, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Thương hội tên là Hồng Nhật Thương hội, tại toàn bộ thần tứ bộ lạc đều tính toán có chút danh tiếng, cái này thương hội sinh ý trải rộng toàn bộ thần tứ bộ lạc, bọn hắn thương hội phía sau không chỉ có một cái lục gia đang cầm quyền trưởng lão, còn cùng còn lại gia tộc quan hệ rất không tệ. Thương thuyền của bọn hắn tại thần tứ bộ lạc chạy, bình thường đều không có sơn phỉ quân đoàn chặn giết, dám can đảm chặn giết sơn phỉ quân đoàn kết cục bình thường đều sẽ rất thảm. Thương thuyền nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói cũng không phải là thuyền, chỉ là bộ dáng có chút giống mà thôi, trên thực tế những này thương thuyền là một loại đặc thù bảo vật, gọi thiên cơ thuyền. Đồng dạng, cái này thiên cơ thuyền cũng là đông hoàng đại lục đường ra kiệt tác. Thiên cơ thuyền có thể lên thiên nhân nước ngầm, Cả con thuyền đều là kim loại đúc kim loại mà thành, bên ngoài có cường đại vòng bảo hộ. Cỡ lớn thiên cơ thuyền vòng bảo hộ mở ra sau có thể tiếp nhận cao giai thiên quân 10 lần công kích, trung giai thiên quân như lực công kích không mạnh người, coi như mấy trăm người công kích, không có 10 ngày nửa tháng là thẻ bất phá vòng bảo hộ, 10 ngày nửa tháng thương hội cường giả đã sớm đến giúp. Đây chính là thiên cơ thuyền, Giang giật tại Bạch Miêu đảo đông nam bờ biển nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung, một chiếc màu hoàng kim thuyền lớn âm thầm kinh dị. Cái này thiên cơ thuyền bề ngoài cùng thuyền không sai biệt lắm, nhưng lại có thể vô thanh vô tức lơ lửng giữa không trung, thân thuyền dài mấy trăm trượng, rộng mấy chục trượng, tựa như một tòa di động hoàng kim thành lâu đài, uy vũ khi phái. Trên thuyền lớn giờ phút này vòng bảo hộ cũng không có mở ra, bong tàu bên trên đứng đấy từng đội từng đội người mặc màu xanh đậm chiến giáp hộ vệ, khoảng chừng 3, 400 người, ánh mắt như dao lướt nhìn người phía dưới. 3, 400 thiên quân, trung gia thiên quân khoảng chừng 20 người. Cái này thương hội quả nhiên cường đại. Giang giật tùy ý cảm ứng thoáng cái khí tức lại là giật mình. Đây là mặt ngoài thực lực. Hắn tin tưởng thiên cơ thuyền bên trên tuyệt đối có một cái trở lên thượng giai thiên quân tỏa chấn. Đây là một chiếc thiên cơ thuyền A. Cái này thương hội có bao nhiêu thương thuyền bọn hắn tổng bộ còn có bao nhiêu cường giả. Bốn phía còn có rất nhiều võ giả, hoặc là đội buôn nhỏ thành viên chờ đợi lên thuyền. Rất nhiều đội buôn nhỏ cũng không phải là mua không nổi thiên cơ thuyền, chỉ là mua thiên cơ thuyền không có cường đại hộ vệ cùng lực uy hiếp đồng dạng sẽ bị chặn giết, bọn hắn liền dứt khoát cưới đại thương hội thương thuyền, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Chư vị, có thể lên thuyền, các loại chợ nơi xa lại có mấy trăm người tụ đến, trên thuyền một tên trung giai thiên quân quản sự quát khẽ, giang giật người thật sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy, hắn vung tay lên nói, đi. Vù vù, hơn một trăm người đằng không mà lên, bay lên bong tàu, thương hội tên kia trung giai thiên quân quản sự chắp tay nói, chư vị, xin các người đi số ba buồng nhỏ trên tàu, Trốn về đến kia hơn hai mươi thiên quân trước kia đi theo tiền vạn quán nhiều lần ra ngoài, rất là thuần thục mang theo Giang giật bọn người đi một cái trong khoang thuyền. Nói là buồng nhỏ trên tàu, nhưng thật ra là cùng một cái cung điện không có khác nhau, bên trong tráng lệ, có rất nhiều phòng nhỏ, bất quá tương đối tiểu mà thôi, mọi người có thể phân biệt đi bên trong tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Giang giật chọn một cái phòng nhỏ đi vào, khoát tay ra hiệu mọi người nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng tinh tụ lực, chờ đến bạch hổ đảo để hắn. Vù vù. Bên ngoài không ngừng có người lên thuyền, tiến vào khác biệt buồng nhỏ trên tàu. Chờ qua sau nửa canh giờ, cái này thiên cơ thuyền bên trong đã lên ít nhất có mấy ngàn người, thuyền lớn cũng hơi chấn động một chút sáng lên một cái màu hoàng kim vòng bảo hộ, chậm rãi hướng đông bắc phương hướng chạy mà đi. Hưu, thuyền lớn tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một đạo kim sắc lưu quang, hoa phá thiên tế, phá không đưa tới tiếng rít vang vọng khắp nơi. Cái này thiên cơ thuyền không tệ, tốc độ nhưng so sánh hạ giai thiên quân, về sau có cơ hội làm một chiếc. Giang giật thần thức tản ra, lại có thể đơn giản nhô ra vòng bảo hộ bên ngoài, bất quá khác trong khoang thuyền lại nhô ra không được, băng tàu bên trên hộ vệ cảm ứng được giang giật thần thức cũng không trách móc, chỉ là ánh mắt bốn phía liếc nhìn, nghiêm phòng đề phòng. Theo Bạch Miêu đảo đi Bạch Hổ đảo cần hai ngày, giang giật thần thức dò xét một phen tựu ngồi xếp bằng tu luyện nguyên lực, đi Bạch Hổ đảo nói không chừng lại có ác chiến, hắn nhất định phải trân quý mỗi một phút mỗi một giây thời gian tu luyện. Bên ngoài hơn 100 tên thiên quân hoặc là tiến gian phòng ngồi xếp bằng tu luyện, hoặc là tụ tập trong đại sảnh nhỏ giọng nói chuyện, trên mặt tất cả mọi người đều là ngưng trọng, nhưng đã đi theo giang giật, chỉ có thể một đầu đi đến ngọn nguồn. Hiu hiu hiu, nửa ngày sau, thiên cơ thuyền phi hành hơn 100 vạn dặm đường, phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ hải đảo. Thiên cơ thuyền còn không có tới gần, hải đảo kia lít nha lít nhít trong rừng tựu bắn ra đếm không hết võ giả, một cỗ khí tức cường đại bao phủ cả chiếc thiên cơ thuyền, đem tất cả mọi người kinh động đến sơn phỉ giang giật đôi mắt mở ra thần thức trước tiên dò xét xuống dưới khi hắn phát hiện hải đảo bên trong bay vụt mà đến mấy ngàn người đại đa số đều là kim cương võ giả về sau khóe miệng lộ ra vẻ đùa cợt ong ong bong tàu bên trên thương hội hộ vệ tại thời khắc này cũng toàn bộ thả ra khí thế một tên trung giai thiên quân quát lớn lăn đi vù vù phía dưới bay vụt mà đến sơn phỉ cảm ứng được phía trên cường giả khí thức toàn bộ đều hoảng sợ hướng phía dưới bỏ chạy rất bắn nhanh vào hải đảo bên trong lít nha lít nhít trong rừng biến mất không thấy. Này sơn phỉ quả nhiên nhiều, Giang giật cảm khái một tiếng tiếp tục tu luyện, sau một canh giờ nhưng lại bị một cỗ khí thế cường đại kinh động đến, hắn thần thức quét qua sắc mặt có chút ngưng trọng lên. Bởi vì lần này phía dưới hải đảo bên trong bay vụt mà lên võ giả tương đối cường đại, trung giai thiên quân lại có hơn 10 tên, hạ giai thiên quân càng có hơn nghìn người. Tại hạ hồng nhật thương hội đỏ ưng, là phong đoàn trưởng người sao một giọng già nua theo thiên cơ thuyền một cái trong khoang thuyền vang lên phía dưới một tên trung giai thiên quân sơn phỉ vung tay lên mấy vạn người toàn bộ đều bỗng nhiên trên không trung hắn chắp tay hướng thiên cơ thuyền thở dài nói nguyên lai là đỏ ưng đại nhân thất lễ các huynh đệ rút lui mấy vạn người bay vụt mà xuống thiên cơ thuyền bên trong rất nhiều người đều thở ra một hơi thật dài giang giật khóe miệng lại lộ ra một tia đùa cợt hắn có thể khẳng định phía dưới cái kia sơn phỉ quân đoàn tuyệt đối biết rõ đây là hồng nhật thương hội thiên cơ thuyền cố ý náo một màn như thế, rất rõ ràng là cho bọn hắn những này ra thiên thạch ngồi thuyền người xem xem đi, cái này thần tứ bộ lạc đến cỡ nào nguy hiểm các ngươi không cưới chúng ta thương hội thiên cơ thuyền, khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau đó hơn một ngày thời gian, thiên cơ thuyền không ngừng tao ngộ sơn phỉ chặn đường, bất quá tiểu nhân sơn phỉ quân đoàn bị thiên cơ thuyền bên trên cường giả thả ra khí thế sau đều trực tiếp hù chạy, lớn sơn phỉ quân đoàn tại cái kia đỏ ưng đại nhân tự giới thiệu về sau, đều sẽ nể tình cho đi. Thiên cơ thuyền ở nửa đường một cái cự đại hải đảo ngừng một lần, rất nhiều dưới người thiên cơ thuyền, lại có rất nhiều người lên thiên cơ thuyền, giang giật tu luyện hai ngày, thiên cơ thuyền rốt cuộc tại bạch hổ đảo phía nam một cái bến tàu cập bờ. Chư vị đi thong thả, tại Hồng Nhật Thương hội vị kia quản sự cung tiến dưới, giang giật bọn người hạ thiên cơ thuyền trực tiếp bay vào bạch hổ trong đảo, bọn hắn còn muốn phi hành nửa ngày thời gian, đến bạch hổ đảo nam bộ một tòa cự đại sơn mạch bên trong, hắc phong sơn mạch. Hắc hắc, hồng nhật thương hội vị kia thống lĩnh, đưa mắt nhìn giang giật bọn người đi xa, hắn đưa tới một tên thủ hạ thấp giọng bàn giao nói, đưa tin cho quỷ ảnh, thiên lôi thành giang ra xuất lĩnh 105 vị thiên quân nửa ngày sau liền sẽ đến, trung giai thiên quân một vị, mặt khác nói cho hắn biết, nửa năm này tình báo phí tổn nên thanh toán. chương 718, Sông Sơn, Bạch Hồ đảo rất lớn, là Bạch Long quần đảo trên đệ nhị đảo lớn, đảo này coi như hạ giai thiên quân, muốn phi hành vượt ngang ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian, Đảo này kỳ thật cùng một cái tiểu đại lục cũng không hề khác gì nhau. Ở trên đảo có Bạch Long quần đảo đệ nhị đại thành trì Bạch Hổ thành, còn có 30 tòa thành trì nhỏ. Đảo này địa thế rất phức tạp, phần lớn là núi cao trùng điệp, sơn cốc khe rãnh, hết lần này tới lần khác đảo này chỗ Bạch Long quần đảo nhất phía nam cùng Lam Long quần đảo đụng vào nhau, sở dĩ nơi này rất là phồn hoa, Lam Long quần đảo người muốn tiến vào Bạch Long quần đảo, nhất định phải theo đường này qua. Sở dĩ Bạch Hổ trong đảo sơn phỉ rất nhiều thật to nho nhỏ ít nhất có 3 bốn cái, đây là ít nhất ngàn người trở lên sơn phỉ quân đoàn, những cái kia mấy chục người, mấy trăm người càng là vô số kể. Sơn phỉ bọn họ đa số tiềm phục tại hoang sơn giã lĩnh bên trong, hoặc là tu luyện, hoặc là đi săn, hoặc là tiềm ẩn, mà võ giả căn bản dò xét không đến bọn hắn tồn tại, không cẩn thận liền sẽ bị sơn phỉ chặn giết. Thần tứ bộ lạc mỗi cái trong thành trì đều có một loại rất thần kỳ bảo vật bán, tên là huyễn thạch. Chỉ cần có được huyễn thạch, tùy thời tùy chỗ đều có thể bố trí huyễn cảnh, cái này huyễn thạch cũng tựa hồ 13 nhà tộc cố ý chế tác được, cho không có tư cách trong thành ở lại võ giả dùng. Gần như tất cả sơn phỉ quân đoàn đều có được mạnh yếu không đồng nhất huyễn thạch, bọn hắn bình thường đều giấu ở núi cao trùng điệp, hoặc là đặc thù địa hình bên trong, chỉ có tại có người đi ngang qua lúc mới có thể lộ ra giữ tợn răng nanh. Tỷ như giờ phút này, giang giật đám người cũng không có ở giữa không trung phi hành, như thế quá chiêu giao chết được càng nhanh. Bọn hắn vào đảo chạy vội một canh giờ sau, tại trải qua một cái sơn cốc thời điểm, bên trong đột nhiên xông ra mấy ngàn người, không nói một lời trực tiếp công kích. Sơn cốc rất nhỏ, giang giật trước kia tùy ý dò xét thoáng cái, phát hiện trong sơn cốc không có cái gì, cũng không có để ý, nào biết đột nhiên tự tuôn ra nhiều như vậy võ giả. Giết, tại thần tứ bộ lạc không theo đạo lý nào, đối phương đã công kích, giang giật tự nhiên không khách khí. Hắn vung tay lên bên người 105 người toàn bộ đằng không mà lên, trên thân khí thế toàn thịnh, thần thuẫn lấp lánh, các loại công kích chút xuống. Kẻ khó chơi, lui, thật nhiều thiên quân, mau trốn, ngó nó, đám này thiên quân thu liếm khí tức, tiến vào bạch hổ trong đảo về sau, giang giật để mọi người hãm lại tốc độ, cũng thu liếm khí tức trên thân, sở dĩ bằng vào thần thức cự ly xa rất khó dò xét đến mọi người chân thực chiến lực. Trong sơn cốc sơn phỉ thực lực cũng tạm được, cơ bản đều là kim cương cảnh, thiên quân cũng có hơn 20 người, nhưng không có một cái nào trung giai thiên quân, tại dương đông bọn người triển lộ khí tức về sau, toàn bộ đều hù dọa, điên cuồng bốn phía bỏ trốn. Xuy suy hô hô, ken ken, dương đông nghiêu vượng bọn người cũng mặc kệ nhiều như vậy, đám này sơn phỉ dám đến chặn giết, trước hết giết thống khoái lại nói. Hơn 100 tên thiên quân riêng phần mình phóng thích đạo văn công kích, đặc thù thần thông, đánh ra cường đại bảo vật. Trong chốc lát, khắp thiên đều là lưu quang, tiếng nổ liên tiếp, bốn phía tầng không gian tầng chấn động, mặt đất bị tạc ra từng đạo hố sâu, tiểu sơn cốc bên cạnh ba tòa sơn phong gần như đều bị san thành bình địa đá vụn bay đầy trời bụi mù cuồn cuộn mà lên đồng dạng nhìn lại cảnh hoàng tàn khắp nơi a à, đại nhân đừng giết chúng ta đầu hàng đầu hàng tha mạng a à, đại nhân vô số tiếng cầu xin tha thứ tiếng kêu thảm thiết đau nhức gào giống tiếng vang lên nhưng dương đông bọn người làm như không thấy không ngừng phóng thích công kích đem từng bầy người vô tình giết chết ba bốn ngàn người ngoại trừ vận khí nghịch thiên sớm đào tẩu bảy 800 người, những người còn lại toàn bộ bị giết, bốn phía đều là tàn thi cùng vỡ vụn binh khí chiến giáp bảo vật, tiền huyết nhuộm đỏ đại địa, hội tụ thành sông. Giang giật một mực sừng sướng giữa không chung không nhúc nhích, thần tình trên mặt không có một tia ba động, hắn cũng không có hạ lệnh để mọi người ngừng công kích. Hắn cũng không phải là thị sát, chỉ là đám này sơn phỉ đã dám đến chặn giết bọn hắn, nhất định phải có vấn lạc chuẩn bị. Lần này đi hắc phong sơn mạch nói không chừng lại có ác chiến, để mọi người nóng người cũng là tốt đừng đuổi theo quét dọn chiến trường dương đông sở hữu tài vật cho đoàn người chia đều nhìn thấy có thiên quân muốn truy sát giang giật khoát tay chặn lại hạ lệnh mọi người nghe xong lập tức đại hỉ mặc dù không ít không gian giới chỉ bị hủy diệt rất nhiều binh khí cùng chiến giáp bảo vật cũng bị hủy nhưng nhiều người như vậy cộng lại tài phú vẫn là khả quan mọi người phân xuống tới cũng có thể phát một món tiền nhỏ giang giật đủ hào sảng thế mà không có chút nào muốn quả nhiên đem thi thể hội tụ cùng một chỗ đốt cháy sở hữu bảo vật thu thập về sau phát hiện thiên thạch có gần trăm vạn mọi người phân xuống tới cũng không ít đi thôi giang giật phung tay lên dứt khoát để mọi người tầng trời thấp phi hành lần này hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái vừa rồi hắn thần thức đảo qua thế nhưng là không có phát hiện trong sơn cốc này có người thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới cảm giác của hắn lực hội mạnh mẽ rất nhiều có thể nhẹ nhóm cảm ứng được bốn phía yếu ớt ba động mọi người chú ý phi hành sau nửa canh giờ Giang giật đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn như giao hướng phía trước một cái hắc hẻm núi quét tới, trầm giọng nói ra, trong hạp cốc có bốn năm trăm người, khí tức không tính quá mạnh, thiên quân võ giả hẳn là có tám cái, chuẩn bị chiến đấu. Tốt, dương đông bọn người khóe miệng lộ ra một tia tàn cười, trên thân khí tức lần nữa thu liễm mấy phần, chậm ung dung hướng phía trước bay đi. Quả nhiên khi đi ngang qua hẻm núi thời điểm, phía dưới mấy trăm người phá không mà ra, mấy trăm đạo công kích vạch phá bầu trời bắn thẳng đến mọi người mà tới. Ông, Toàn bộ người cùng một thời gian mở ra thần thuẫn, kim quang chiếu sáng nửa bầu trời. Mọi người một bên tốc độ cao nhất tránh né, một bên phóng thích các loại công kích, phía dưới rất nhiều người sợ ngây người, nguyên bản bọn hắn cảm ứng khí tức cũng không mạnh, làm sao thoáng cái đều biến thành thiên quân. Hơn 100 tên thiên quân như thế chiến lược mạnh mẽ, giả bộ thành nhỏ yếu võ giả, câu dẫn bọn hắn ra, đây coi là chuyện gì đây a? À? Trốn, đối phương thiên quân trên mặt đều là vẻ tuyệt vọng, nhưng vẫn như cũ liều mạng trốn như điên, Đáng tiếc bên này có hơn 100 thiên quân, nếu để cho bọn hắn chạy trốn, trực tiếp gặp trở ngại chết đi coi như xong. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, đối phương thiên quân nhẹ nhóm bị chém giết, những cái kia kim cương cường giả càng là chặt cải trắng từng mảnh từng mảnh chỗ đổ sát, Giang giật mặt không thay đổi vung tay lên nói, quét dọn chiến trường, chiến lợi phẩm các ngươi điểm. Hắc hắc, hơn 100 thiên quân toàn bộ vui vẻ, lúc đầu có chút tâm tình nặng nề đều sáng sủa rất nhiều, đoạn đường này giết đi qua lại giết trở lại thiên lôi thành bên trong trên thân mọi người tài phú xem ra muốn gia tăng không ít a à. Chỉ là đằng sau không có vận khí tốt như vậy, một đường bay đến không còn có tao ngộ sơn phỉ quân đoàn, mấy canh giờ sau, mọi người đã tới một tòa cự đại dãy núi phụ cận. Dãy núi kia toàn thân đều là màu đen núi đá, ngàn câu vạn khe, âm phong trận trận, còn không có tới gần chỉ là nhìn xa xa tự có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Giang giật ánh mắt hít lại, hắn cũng không để cho mọi người lên núi, ngược lại hạ lệnh, nguyên địa đề phòng, chờ ta dò xét một phen. Giang giật thả ra thần niệm vô thuật, đem phương viên trăm vạn lý đều dò xét một phen, hao tốn tiểu nửa ngày thời gian, sắc trời đều đen. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ mở to mắt, hắn đem hắc phong sơn mạch phụ cận đều dò xét, nhưng một bóng người cũng không thấy được, rất rõ ràng bên trong dãy núi có huyến cảnh. Dương Đông, hắn đứng dậy quát khẽ nói, ta đem các người đều thu nhập không gian thần khí bên trong, các người trở ra đều thời khắc chuẩn bị chiến đấu, thời khắc tất yếu ta sẽ đem các ngươi đều truyền tống ra, các ngươi lập tức khai giết. Vâng, Giang gia, Dương Đông chắp tay lĩnh mệnh, mọi người cũng đều sắc mặt yên tĩnh lại, Giang giật đế cung xuất hiện đem tất cả mọi người thu nhập đi vào. Đế cung rất lớn, cái này hơn 100 người tiến vào cũng không chen chúc. Hưu, đã tìm không thấy đối phương, vậy chỉ có thể sông sơn, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể lăng không bay đi thẳng tắp hướng xa xa hắc phong sơn mạch sung đi. Trường 719, đập chết hắn cho ta, hắc phong sơn mạch rất lớn, Khoảng chừng phương viên 10 vạn lý, nơi này ngàn câu vạn khe, địa hình kỳ lạ, mà lại nơi này có một loại rất đặc thù thạch đầu, hắc vân thạch. Hắc vân thạch cũng không tính rất chân quý thạch đầu, nhưng cũng là luyện khí vật liệu một trong. Sở dĩ chiếm cứ tòa này hắc phong sơn liền có thể liên tục không ngừng đào lấy hắc vân thạch kiếm tiền thiên thạch, hắc phong quân đoàn có thể chiếm cứ sơn mạch này, bản thân cũng là một loại thực lực biểu tượng. A à có sương mù, giang giật tiến vào hắc phong sơn mạch về sau, cũng không có ở trên không phi hành mà là dán vào dãy núi đang chạy vội, tiến vào dãy núi mấy trăm dặm về sau, phía trước đột nhiên sương lên. Hắn vừa mới phóng thích thần niệm dò xét lúc cũng không có dò xét đến có xương trắng, cho nên mới có chút ngoài ý muốn. Khởi động cao cấp huyến trận xem ra hắc phong quân đoàn biết rõ ta tới A. À. Giang giật suy nghĩ thoáng cái, dứt khoát cũng không che che lấp lấp đằng không mà lên, bay lên giữa không trung trên thân hỏa vân khải hiển hiện, lợi dụng thiên nhân hợp nhất trạng thái bốn phía dò xét, tốc độ tăng lên mấy lần lên núi mạch chỗ sâu bay đi. Hưu, tốc độ sau khi tăng lên, hắn tại minh mông trong sương mù khó trắng như một đạo màu đỏ lôi điện vạch phá bầu trời mà đi, chỉ là nửa nén hương thời gian tự bay đến dãy núi chỗ sâu. Phía trước sương mù càng ngày càng đập, giang giật thân ảnh cũng bỗng nhiên ở giữa không chung. Hắn cũng không có phát hiện hắc phong quân đoàn chỗ, hắn chỉ là cảm giác phía trước có cỗ nhàn nhạt sát khí, như hắn không có tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái là tuyệt đối không cảm giác được. Tại cái này trong trạng thái cảm giác của hắn lực lúc trước mấy chục hơn trăm lần, phụ cận trong thiên địa tất cả đều mơ tưởng trốn qua cảm giác của hắn. Tại hạ thiên lôi thành thương lang, đúng hẹn mà tới. Hắn thối lui ra khỏi thiên nhân hợp nhất trạng thái, ánh mắt như điện bốn phía lướt nhìn, quát khẽ nói, hắc phong quân đoàn đại thống lĩnh mời đi ra thấy một lần. Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ, nhưng bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, sở dĩ thanh âm truyền đi rất xa, bị bốn phía núi cao quanh quẩn tới, hồi âm lượn lờ. Suy suy, phía dưới đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, ngay sau đó xương trắng phai nhạt không ít, bốn phía cũng không ngừng truyền đến từng đợt tiếng xé gió. Giang giật trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, khóe miệng lộ ra một vòng lạnh ý, hắn không cần nhìn đều biết bốn phía xương trắng bên trong bay ra ít nhất mấy ngàn võ giả, hắn bị bao vây. Ha ha ha, một đạo phóng khoáng tiếng cười to từ phía dưới truyền đến, phía trước cũng có mấy trăm võ giả phá không mà lên, là một tên người mặc màu đen chiến khải thiên quân mang theo mấy trăm võ giả bay đi lên xuyên thấu qua vẫn như cú mông lung xương trắng, giang giật khóa chặt kia ngay tại cười to cường giả, kia là một cái trung giai thiên quân cường giả, toàn thân đều bao phủ tại màu đen chiến khải bên trong, trên đầu cũng có chiến nón trụ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi u u con ngươi. Đôi tròng mắt kia rất là thâm thúy cùng thần kỳ, nhìn một chút có thể đem người ánh mắt hấp dẫn tới, để cho người ta yên lặng tại hắn trong con ngươi trong thế giới không thể tự kiềm chế. Ừm đúng là một tên tu luyện linh hồn cường giả, Giang giật đột nhiên giật mình, linh hồn người này rất cường đại, ánh mắt có thể để cho người ta lâm vào một loại nào đó bên trong ảo cảnh, còn tốt linh hồn hắn cũng không tình yếu, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Bất quá giờ khắc này, hắn cũng không có lập tức tỉnh táo lại, vẫn như cũ bảo chỉ bị ánh mắt của hắn hấp dẫn dáng vẻ, chờ trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian mới giả bộ như giật mình tỉnh lại, trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, đối phương linh hồn cường giả tiếng cười lớn hơn, một đôi u u con người khóa chặt giang giật nói, tại hạ hắc phong quân đoàn đại thống lĩnh quỷ ảnh, thương lang ngươi tới được rất nhanh nha, 100 triệu thiên thạch có thể mang đến. Giang giật sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, bình tĩnh nói quỷ ảnh, tại hạ chỉ là một tiểu nhân vật, tại thiên lôi thành kiếm miếng cơm ăn, một năm cũng liền không đến mấy trăm vạn thiên thạch, 100 triệu thiên thạch ngươi coi như đem ta xé đều không có a. À. Hừ hừ, quỷ ảnh cười nhạo một tiếng, nói thương lang, ngươi đừng tìm ta giả nghèo, ngươi đang làm cái gì sự tình, cho là ta không biết ta có thể trói lại cái kia tiểu mập mạp, tự nhiên là đem ngươi sự tình điều tra đến nhất thanh nhị sở. Bớt nói nhiều lời, không có thiên thạch ta chỉ có thể giết con tin, ân. Kỳ thật trên người ngươi chiến khải không tệ, cởi ra cho ta đi, ta có thể thiếu tính toán một ngàn vạn thiên thạch. Chỉ là không phải mù lòa đều có thể nhìn ra hỏa vân khải bất phàm, cái này quỷ ảnh ngược lại là tính toán khá lắm, nghĩ đen giang giật ngụy thần khí. Không bằng hắn không có trực tiếp động thủ cướp đoạt, chắc là muốn đợi một trăm triệu thiên thạch tới tay về sau lại nói, dù sao Giang Giật có thể nhất thống thiên lôi thành cũng khẳng định không chỉ mặt ngoài chút thực lực ấy, huống chi mang tới hơn 100 vị thiên quân còn không có hiện thân đâu. Giang Giật không tiếp tục nói nhảm, mà là nhắm mắt lại bốn phía dò xét một phen, đối phương đã không có lập tức khai chiến ý nghĩ, hắn cũng không vội, trước tiên đem tình huống thăm dò rõ ràng lại nói. Quả nhiên có hơn 100 thiên quân, ít nhất có 150 người đi, ân. Trung giai thiên quân có 5 người, bên trái cùng đằng sau người kia còn có cái này quỷ ảnh khí tức không kém gì lãnh ra, xem ra lục bình tình báo không sai. Tinh tế cảm ứng một phen, tại phụ cận xương trắng bên trong giang giật phát hiện ít nhất có hơn một vạn người ẩn núp, đều là thiên quân dẫn đội, toàn bộ lăng không đứng ngạo nghế, vũ khí tại người, khuôn mặt khắc nghiệt, tùy thời chuẩn bị xông lại đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Quỷ ảnh, hắn mở to mắt, quát khẽ, người của ta đâu? Quỷ ảnh không có bất kỳ cái gì cử động, hỏi ngược lại thiên thạch đâu? Nhìn thấy người, người tự nhiên cũng có thể nhìn thấy thiên thạch. Giang giật không muốn nhiều lời, Quỷ Ảnh đối với hắn hiểu rõ như vậy, cái này đàm phán căn bản không cần nói chuyện, nếu có thể dùng 100 triệu thiên thạch đổi lấy tiền vạn quán Bình An trở về, hắn không có nửa điểm do dự. Dẫn người đi lên, Quỷ Ảnh vung tay lên, phía dưới bay vụt đi lên mấy trăm võ giả, hai tên thiên quân mang theo tiền vạn quán bay ở phía trước nhất. Tiểu Mập Mạp cũng không nhận được ngược đãi, trên thân không có rõ ràng thương thế, chỉ là bị hai người nắm lấy hai tay không thể động đậy mà thôi. "Lão đại, tiền vạn quán thật xa tử hô lên." thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng hắn rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cắn răng truyền âm nói, lão đại đừng quản ta, việc này rất quỷ dị, thiên thạch là cho ăn không no đám này sói đói. Ta đoán chừng, bọn hắn chủ sử sau màn là lục địch, ngươi còn không trốn nói không chừng ngươi cũng sẽ vẫn lạc, đi mau. Giang giật lông mày nhíu lại, lạnh lùng truyền âm qua, nói cái gì hốn chướng lời nói, ta mặc kệ ngươi là ai quản ngươi. Hắn không tiếp tục để ý tới tiền vạn quán, ánh mắt nhìn về phía quỷ ảnh nói, quỷ ảnh, trước thả người đi, ta tại cái này thiên thạch không thể thiếu, các người bốn phía nhiều người như vậy, ta cũng trốn không thoát. Ha ha ha, quỷ ảnh ánh mắt lộ ra một vòng đùa cợt, nói thương lang, ngươi làm ta là ba tuổi tiểu hài thiếu một mai thiên thạch mơ tưởng ta thả người, bất nói nhiều lời, không cho thiên thạch ngươi tiểu huynh đệ này chỉ có thể trơ mắt chết ở trước mặt ngươi. Giang giật hỏi ngược lại, quỷ ảnh, ta cũng không phải ba tuổi tiểu hài, nếu ta cho thiên thạch, người đồng dạng không thả người, còn động thủ đem ta cũng lưu lại đâu ngươi để cho ta làm sao tin tưởng ngươi quỷ ảnh buông tay cười nhạo nói không có cách ngươi chỉ có thể tin tưởng ta ngươi không có lựa chọn giang giật trầm mặc nghĩ một lát cắn giang nói như vậy đi ta trước cho ngươi năm ngàn vạn thiên thạch ngươi thả người sau ta lại đem còn lại thiên thạch cho ngươi tám trăm triệu thiếu một mai đều không được quỷ ảnh trả giá rất khẳng định ánh mắt cũng thay đổi lạnh không muốn cùng giang giật nói nhảm tốt Giang giật trong tay cổ thần nguyên giới không ngừng lấp lánh quang mang, hắn lấy ra 8 cái cổ thần nguyên giới ra, vung tay lên bắn về phía quỷ ảnh nói, mỗi một mai cổ thần nguyên trong nhẫn đều có 1.000 vạn thiên thạch, hết thảy 800 triệu. Quỷ ảnh một tay một chảo, thần thức hướng cổ thần nguyên trong nhẫn quét tới, xác định thiên thạch số lượng không sai về sau, hắn hài lòng gật đầu, vung tay lên nói tốt, thả người. Hai tên thiên quân nhẹ buông tay, tiền vạn quán khôi phục tự do, hắn lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng giang giật bay đi cái sao nhãn tình sáng lên toàn thân buông lỏng, chỉ cần tiền vạn quán có thể bình an trở về, 100 triệu thiên thạch cũng không tính cái gì, về sau bọn hắn nghĩ biện pháp tiếp tục buôn bán lôi thạch kiếm về chính là. Nào biết, tại tiền vạn quán bay một nửa lộ trình lúc, quỷ ảnh trong mắt hai đạo u quang lóe lên, hướng tiền vạn quán bắn ra, quỷ ảnh bạo tiếng giống cũng vang lên, các huynh đệ, đập chết hắn cho ta. Cắt cắt chương 720, loạn chiến. Quỷ ảnh căn bản là không có nghĩ tới phóng giang giật cùng tiền vạn quán rời đi, hắn bắt cóc tiền vạn quán mục đích đúng là vì đem giang giật dẫn tới, sau đó xử lý hắn, đem hắn trên người thiên thạch lôi thạch bảo vật đều đoạt. Hắn đối với giang giật tình báo giải rất rõ ràng, giang giật có bao nhiêu thủ hạ cũng phi thường tinh tường, thậm chí chiến lực của hắn, hắn có được kinh khủng hỏa diễm cũng biết nhất thanh nhị sở. Chính vì hắn hiểu rõ nhiều như vậy, giờ phút này mới có thể đem tiền vạn quán thả, hắn tin tưởng giang giật sẽ đi cứu tiền vạn quán, sẽ giúp tiền vạn quán ngăn chờ cái này một đợt công kích, hắn cũng đúng lúc lợi dụng cường đại công kích linh hồn diệt sát Giang Giật. Tiền vạn quán thực lực quá thấp, Giang Giật không đi cứu hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như đi cứu lời nói, Giang Giật ngoại trừ giúp hắn ngăn trở cái này công kích linh hồn bên ngoài, không có lựa chọn nào khác. Vạn quán, tại thời khắc này, Giang Giật đôi mắt đột nhiên trợn to, không có nửa điểm do dự thân thể biến mất ở giữa không chung, một giây sau ra tiền vạn quán sau lưng. Quỷ ảnh tính toán rất chuẩn, hắn công kích thời gian điểm cũng phi thường chuẩn xác, giang giật vừa mới ra tiền vạn quán sau lưng trong mắt của hắn bắn ra hai đạo u quang liền tiến vào bên trong thân thể của hắn nhưng mà để quỷ ảnh vô cùng ngoài ý muốn sự tình phát sinh giang giật thân thể hơi chấn động một chút sau đó trong tay đế cung xuất hiện bạch quang lóe lên tiền vạn quán thân ảnh tựu biến mất giữa không trung về sau hắn hỏa linh châu bên trong sáng lên một đạo hồng quang vô số lôi hỏa tuôn trào ra trong chốc lát đem hắn bên người phương viên mười trượng bao phủ đi vào làm sao có thể quỷ ảnh mặt mũi tràn đầy không dám tin, của hắn linh hồn công kích rất cường đại, đừng nói giang giật cái này kim cương cảnh võ giả, coi như trung giai thiên quân cũng đỡ không nổi, ít nhất cũng sẽ thuộc tổn thương, nhưng hắn lại chỉ là thân thể run lên. Hắn đạt được tư liệu hoàn toàn chính xác rất tỉ mỉ, nhưng toàn bộ thiên lôi thành, ngoại trừ phượng loan tiền vạn quán bọn người bên ngoài, không có ai biết giang giật linh hồn kỳ thật phi thường cường đại. Của hắn linh hồn công kích tiến vào giang giật trong đầu về sau, trong nháy mắt bị 36 thanh hồn kiếm xoắn diệt, Giang giật linh hồn không có bị nửa điểm tổn thương. Chết, tiền vạn quán cứu về rồi, Giang giật không còn có bất kỳ băn khoăn nào, hỏa long kiếm như thiểm điện hướng bốn phương tám hướng đánh xuống, mang theo từng đoàn từng đoàn quỷ hỏa hướng bốn phương tám hướng bay múa mà đi, lập tức khắp thiên đều là màu xanh ra trời lôi hỏa cùng tiểu hỏa long, bốn phía nhiệt độ nghìn lần vạn lần tăng lên. Thiên quân võ giả công kích, những người còn lại mau lui lại hồi trở lại tổng bộ. Quỷ ảnh lần nữa giật mình, không nghĩ tới cái này lôi hỏa bá đạo như vậy hắn liên thanh kiệt lực giống to trên thân thần thuẫn lấp lánh một bên nhanh chóng lùi về phía sau trong tay một cái màu đen trống nhỏ xuất hiện đột nhiên một kích ông trống nhỏ sáng lên vạn trượng hắc quang bốn phía không gian chấn động một đạo chấn động vô hình đợt hướng giang giật ba động mà đi cái này trống nhỏ rõ ràng cũng là linh hồn loại bảo vật quỷ ảnh căn bản không tin tưởng giang giật linh hồn có như vậy cường đại có thể chịu nổi của hắn linh hồn công kích chỉ cần linh hồn hắn có một tia trì trệ còn lại thiên quân công kích là có thể đem giang giật cho nhẹ nhõm diệt vù vù bốn phía hơn một trăm tên thiên quân toàn bộ phóng thích thần thuẫn một bên nhanh chóng lùi về phía sau trong tay cũng xuất hiện các loại binh khí bảo vật phóng thích đạo văn công kích đặc thù thần thông công kích còn những cái kia kim cương cảnh võ giả đều hoảng sợ chạy trốn mặc dù đều khoảng cách rất xa nhưng này loại kinh khủng nhiệt độ cao đã cuốn tới để bọn hắn ngửi thấy khí tức tử vong a à, a à, đáng tiếc bọn hắn trốn được rất nhanh nhưng nhiệt độ cao quét sạch tốc độ càng nhanh rất nhiều khoảng cách tương đối gần kim cương võ giả trên thân trong khoảnh khắc bốc cháy hóa thành từng cái hỏa nhân ở giữa không trung kêu thảm đau nhức gào giống lăn lộn giang giật một vòng công kích ít nhất để gần ngàn kim cương cường giả bị đốt sống chết tươi ong ong quỷ ảnh kia trống nhỏ bên trong thả ra vô hình công kích linh hồn tới giang giật cảm giác từng đạo đặc thù năng lượng tiến vào linh hồn bên trong giống như là nước sông cuồn cuộn liên tục không rứt hắn lập tức khống chế 36 thanh hồn kiếm tại linh hồn trong đầu đầy trời cuồng vũ, đem những cái kia công kích linh hồn ngăn lại, nếu không một khi công kích đến chủ linh hồn, hắn rất có thể lập tức vẫn lạc. Dầm dầm dầm, bốn phương tám hướng thiên quân công kích cũng đến, đem giang giật rất nhiều lôi hỏa nổ bay, đánh tan, mấy đạo cường đại công kích càng là một đường phá không mà đến, nhẹ nhõm đánh vào giang giật bên ngoài thân lôi hỏa bên trên. Suy suy, cũng may mọi người khoảng cách quá xa, giang giật lôi hỏa bên trong đều có lôi điện, có thể đem đối phương công kích năng lượng suy yếu rất nhiều, hắn lại có hỏa vân khải, sở dĩ miễn cưỡng cũng chống lại đợt công kích thứ nhất, khóe miệng của hắn tụ huyết tuôn ra, không thể tránh khỏi bị chấn thương. Làm sao bây giờ, càng là nguy hiểm, hắn minh bạch Việt là muốn tỉnh táo. Hắn biết rõ bằng vào hắn một người là không có cách nào còn sống rời đi, bởi vì hắn tốc độ quá chậm quá chậm, đối phương có thể nhẹ nhõm mài chết hắn. Hắn lôi hỏa không phải vô cùng vô tận, đối phương có trung giai thiên quân 5 người, ba người còn đạt tới lãnh gia chiến lực. Tăng thêm hơn 150 tên thiên quân, đối phương có thể nhẹ nhõm tại hai nén hương thời gian hao hết hắn lôi hỏa, lại đem hắn nhẹ nhõm chém giết. Hưu, bất kể nói thế nào, vẫn là trước tránh né bốn phương tám hướng công kích lại nói, hắn quả quyết tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, thân thể như du long tại bốn phía bằng nhanh nhất tốc độ du tẩu, tránh né đầy trời công kích. Đồng thời hắn hỏa linh châu bên trong lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra, hỏa long kiếm không ngừng đánh xuống, dung hợp võ kỹ phóng thích, kéo theo từng đoàn từng đoàn lôi hỏa hướng bốn phương tám hướng vào tới, dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện suy yếu bốn phía công kích. Hiu hiu hiu, bốn phía hơn 100 vị thiên quân cũng tại đầy trời du tẩu, căn bản không tới gần giang giật, bọn hắn tại trong sương mù khó trắng tránh né, khoảng cách hơi xa, khoảng chừng hơn 10 dặm, giang giật lôi hỏa đối bọn hắn không có quá lớn uy hiếp, chỉ cần thần thuẫn bất phá là đủ. Mẹ nó, giang giật liều mạng tránh né, không ngừng nghĩ hướng quỷ ảnh bọn người tới gần, nhưng hắn tốc độ so ra mà nói quá chậm căn bản không có biện pháp rút ngắn khoảng cách chỉ có thể bị động bị đánh dầm 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 mặc dù khoảng cách song phương xa nhưng đối phương thiên quân công kích nhiều lắm hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể sớm cảm ứng lại nghĩ tốt tránh né lộ tuyến vấn đề công kích nhiều như vậy hắn làm sao tránh đều trốn không thoát chỉ có dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện đem công kích của đối phương suy yếu lại bằng vào hỏa vân khải ngạnh kháng ngắn ngủi nửa nén hương thời gian hắn lôi hỏa tụ bị tiêu hao một phần tư hắn ngũ tạng lục phủ cũng bị chấn thương mấy lần giống như tiếp tục như vậy xuống dưới hắn sợ là nhiều nhất chỉ có thể duy trì thời gian một nén nhang tiếp tục như vậy muốn xong đời a à. hắn con người nhất chuyển đột nhiên hướng phía dưới nhìn lại con mắt cũng phát sáng lên trốn là trốn không thoát vậy không bằng đem phía dưới kim cương cảnh kéo xuống nước hắn xông vào người của đối phương trong đám những cái kia thiên quân luôn không khả năng ngay cả người mình cũng giết đi hưu hắn tìm đúng cơ hội tránh né một đạo cường đại công kích về sau thân thể như du long bắn ngược mà xuống thẳng tắp xông vào phía dưới bên trong dãy núi vù vù phía dưới vô số đạo công kích bay vụt mà đến bất quá cũng không cường đại hẳn là vừa rồi trốn đi xuống kim cương cường giả giang giật dứt khoát không công kích bằng vào lôi hỏa cùng hỏa vân khải ngăn cản ầm 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 mấy trăm đạo công kích đập vào hắn bên ngoài cơ thể lôi hỏa bên trên đem lôi hỏa nổ bay đầy trời phía dưới vô số tiếng kinh hô vang lên rất nhiều người kinh hoàng hướng bốn phương tám hướng đào tẩu, những cái kia lôi hỏa vừa rơi xuống kinh khủng nhiệt độ cao sẽ đem bọn hắn đốt sống chết tươi. Huyễn cảnh biến mất, Hắc Sơn quân đoàn tổng bộ ở bên kia, vừa xông vào phía dưới, Giang giật cảm giác bốn phía xương trắng biến mất, phía dưới là một cái cự đại sơn cốc, hắn thần thức quét qua cũng có thể phát hiện bên trái ngoài mấy chục dặm, rất nhiều kim cương cường giả hội tụ cùng một chỗ. Mà tại hắn xông vào Hắc Phong quân đoàn tổng bộ về sau, trên không công kích rõ ràng ít đi rất nhiều, hiển nhiên có chút lo lắng, sợ hãi làm bị thương người một nhà. Thân thể của hắn bạch quang lóe lên, vận dụng thuấn di, hướng nhiều người địa phương điên cuồng lao đi, chỉ cần vọt vào trong đám người, phía trên thiên quân không dám công kích, hắn tự có đầy đủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao đào tẩu. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, trên không quỷ ảnh bạo tiếng giống, rất nhanh vang lên tiếp tục công kích. Không cần quản người phía dưới, cho hắn tới gần người phía dưới đồng dạng phải chết. chương 721, một mình phấn chiến dầm 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 vô số đạo lưu quang như ngân hà rủ xuống lưu tinh bay xuống nền ở phía dưới trong sơn cốc nhất là giang giật cùng phía trước khắc phong quân đoàn tổng bộ ở giữa đoạn đường càng là hoàn toàn bị các loại công kích bao trùm rất nhiều công kích không thể tránh khỏi đem phía dưới rất nhiều kiến trúc còn có một số cấp thấp kim cương cường giả oanh thành mảnh vỡ bốn phía một mảnh lộn xộn cùng vết thương mẹ nó giang giật nội tâm thầm mắng đối phương bất kể người một nhà thương vong cũng muốn xử lý hắn hắn tiến lên ý nghĩa cũng không lớn phía trước công kích như thế dày đặc nếu là hắn ngạnh sấm mà nói, chết được sẽ nhanh hơn. Dưới mặt đất, hắn con người chuyển động lần nữa có chú ý, xông vào lòng đất trăm vạn trượt, rất nhiều võ giả công kích liền có thể bằng vào mặt đất chặn, áp lực của hắn cũng sẽ ít rất nhiều. Suy suy, hắn hỏa long kiếm quấy thân thể như cuồng long bắn ngược tiến vào dưới mặt đất, xông vào lòng đất, không có qua quá xa xưa chỗ bầu trời vô số bóng người đi theo bay vụt mà xuống, quỷ ảnh một ngựa đi đầu vung tay lên nói, đuổi theo, tiểu tử này tiện tay có thể xuất ra mấy ngàn vạn thiên thạch, trên người thiên thạch cùng bảo vật càng nhiều, chỉ cần chém giết hắn, người người đều có trọng thường. Đại chiến đến loại trình độ này, không cần quỷ ảnh nói, chúng thiên quân cũng sẽ đem hết toàn lực đem giang giật tiêu diệt, dù sao chết nhiều người như vậy, tổng bộ rất nhiều kiến trúc đều bị hủy, không chém giết giang giật khó khăn tiết bọn hắn mối hận trong lòng. Vô số thiên quân thân thể đều hướng dưới mặt đất bắn ngược mà đi, binh khí trong tay cùng lợi chảo vung vẩy đem bùn đất xoắn thành bột mịn, hướng giang giật phóng đi. A à, có mấy tên thiên quân vừa mới đi dưới mặt đất, đột nhiên ôm đầu dưới đất quay cuồng lên, toàn thân đều tại run rẩy run rẩy, thống khổ không chịu nổi. Quỷ ảnh thần thức quét tới, sừng sốt một chút rất nhanh kịp phản ứng, quát lớn nói: đều đừng có dùng thần thức đi dò xét thương lang, thân thể của hắn lôi hỏa bên trong có lôi điện, có thể xoắn diệt thần thức. Giang giật vừa rồi tại giữa không trung, mặc dù bốn phía có xương trắng, nhưng xương trắng đối với hắc phong quân đoàn người đều không có nửa điểm ảnh hưởng tất cả mọi người có thể nhẹ nhõm khóa chặt giang giật công kích, căn bản không cần vận dụng thần thức. Nhưng khác biệt, giang giật dưới đất, mọi người căn bản không nhìn thấy, có mấy người bản năng vận dụng thần thức đi dò xét, kết quả thoáng cái bi kịch. Suy suy, cũng may tất cả mọi người là cường giả, không dụng thần thức phán đoán, chỉ cần cảm ứng nhiệt độ cao, cảm thụ phía dưới trong đất bùn truyền đến chấn động liền có thể nhẹ nhõm khóa chặt giang giật chỗ phương vị. Rất nhiều người như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi dưới mặt đất, đuổi sát giang giật mà đi. Giang giật tốc độ quá chậm, mọi người chỉ cần đuổi kịp hắn, có thể nhẹ nhõm lần nữa vây quanh, không ngừng công kích mài chết hắn. Chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, rất nhiều người tự đuổi kịp Giang giật, mấy chục đạo công kích theo mấy cái phương hướng hướng Giang giật vào tới, những công kích kia những nơi đi qua bùn đất từng mảnh từng mảnh bị xoắn thành bột mịn, ném ra từng đầu đường hầm to lớn, kinh khủng đến cực điểm. Đến rồi, đối phương không dám dùng thần thức dò xét, Giang giật lại có thể tứ không kiêng sợ phóng thích thần thức, cũng có thể nhẹ nhóm phán đoán những cái kia phương hướng có công kích phóng tới hạ mặt đất hắn tiếp nhận áp lực cũng nhỏ rất nhiều, bất quá đây chỉ là tạm thời đối phương tốc độ quá nhanh vòng vây rất nhanh liền có thể lần nữa hình thành ai tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ a à. chỉ có thể đem dương đông bọn hắn phóng suất lần nữa đứng vững mấy vòng công kích giang giật vẫn là không nghĩ được biện pháp tốt mà vòng vây kỳ yếu tạo thành hắn chỉ có điều người ra hắn nếu là chết một lần dương đông bọn người ở tại đế cung bên trong không ra được cuối cùng đế cung rơi vào quỷ ảnh trong tay chờ hắn luyện hóa đế cung bóp chết mọi người tự cùng bóp chết kiến tộc không có khác nhau hỏa long kiếm đột nhiên hướng bốn phương tám hướng bắn ra vô số kiếm dung hợp võ khí phóng thích để người xung quanh nhiệt độ thoáng cái để thăng lên mấy lần cũng làm cho phụ cận hắc phong quân thiên quân bị ép lui lại giang giật thân thể hướng phía dưới tiếp tục cuồng sông mà đi đồng thời trong tay đế cung xuất hiện từng đạo bạch quang lấp lánh 105 người toàn bộ bị truyền tống ra, Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô bọn người ngược lại là còn tại bên trong. Hướng bốn phương tám hướng không khác biệt công kích, Giang giật trước tiên bạo hống, Dương Đông bọn người một mực tại chờ lệnh, sau khi ra ngoài không có chút gì do dự, lập tức thả ra riêng phần mình nhất cường đại công kích hướng bốn phương tám hướng vào tới. Dầm dầm dầm, đen như mực vạn trượng lòng đất, vô số công kích bắn ra mà đi, bốn bề bùn đất từng mảnh từng mảnh bị xoắn thành bột mịn, xoắn ra từng đầu to lớn thông đạo, bốn phương tám hướng bùn đất không ngừng rung động, tựa như siêu cấp động đất. Rất nhiều thông đạo vừa mới hình thành lại dẫn phát to lớn sụp đổ, nếu là khai chiến không phải thiên quân võ giả, rất nhiều người đều muốn bị tươi sống nghiền ép mà chết. Giang giật thần thức rất mạnh, có thể đơn giản dò xét 80 dặm, cũng có thể dò xét đến đối phương thiên quân bị bên này đột chi mà đến công kích đánh cho trở tay không kịp. Nhào nhào lui nhanh tránh né, còn có mấy tên thực lực yếu thiên quân bị dương đông đám người công kích trực tiếp chém giết. Nhắm hướng đông bên cạnh phá vây, như vượng ngươi mang theo ta bôn tẩu. Thấy tốt thì lấy, Giang giật không dám quá nhiều dừng lại, nói thế nào đối phương nhân số so bên này thêm mấy chục người, trọng yếu nhất chính là đối phương có 5 tên trung giai thiên quân, bên này chỉ có dương đông một người. Phía đông vòng vây vừa mới hình thành, có vài chục tên thiên quân, cũng có một tên trung giai thiên quân, nhưng không phải nhưng so sánh lãnh ra tối cường ba người. Giang giật một tiếng hiệu lệnh phía dưới, 105 người nhắm hướng đông bên cạnh cuồng bay mà đi, 105 đạo công kích điên cuồng hướng phía trước chút xuống mà đi. Lui, phía đông trung giai thiên quân nhìn thấy hơn 100 đạo lưu quang bay tới, bị bị hù thân thể run lên, nghiêm nghị quát lớn, chính mình trước tiên rút đi. Đáng tiếc trừ hắn ra, còn lại thiên quân đều là hạ giai thiên quân phản ứng tổng hội chậm một chút, có hai ba cái thiên quân bỗng chốc bị dương đông đánh ra một cái kim sắc lợi chảo đánh chúng, thần thuẫn bị xoắn nát, chờ phía sau công kích theo nhau mà đến, thoáng cái đem bọn hắn xoắn thành thịt nát. Suy suy, bên này tại công kích hắc phong quân cũng không phải ngớ ngẩn còn lại ba bên cạnh vô số công kích bay đầy trời bắn mà đến giang giật bọn người là cùng một chỗ lực công kích rất hung tàn đồng dạng mục tiêu rất lớn đối phương đều không cần tận lực khóa chặt tùy ý đều có thể đánh chúng a à, a à, phía sau mấy tên thiên quân bị vô số đạo công kích đập chúng trên người thần thuẫn thoáng cái bạo liệt hỗn loạn như thế cục diện thần thuẫn vừa vỡ kia chỉ có chết nhanh nhanh giang nhanh, giật trợn mắt muốn nứt Mặc dù chém giết đối phương có 11-12 tên thiên quân, nhưng bên này cũng đã chết 7-8 người, tiếp tục rông dài mọi người nhiều nhất chạy đi hơn 10 dặm, sẽ chết ánh sáng. Dầm dầm dầm, một đường chạy vội giang giật bọn người không ngừng phản kích, ngăn cản đối phương truy sát, phía trước nếu có người dám chặn đường cũng sẽ tập thể công kích, đem đối phương chém giết thành mảnh vỡ. Mấy chục luân phiên công kích phía dưới, hắc phong quân bị bên này chém giết thiên quân đạt tới hơn 40 người, nhưng bên này cũng đã chết hơn 40 người, hai cái quân đoàn hỗn chiến, trên cơ bản liều liền là tiêu hao chiến, cấp thấp thiên quân thần thuẫn, một khi bị mấy đạo công kích đồng thời đập chúng tuyệt đối sẽ trong nháy mắt vỡ tan, thần thuẫn vừa vỡ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đông đông, đằng sau đột ngột truyền đến một tràng tiếng trống, tiếng trống vang lên tại tất cả mọi người trong tai lúc, ngoại trừ dương đông mấy cái thực lực cường đại võ giả bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bỗng nhiên ngay tại chỗ. Ôm đầu trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà càng xa xôi vô số lưu quang đã bay vụt mà tới là quỷ ảnh công kích linh hồn, các ngươi tất cả chớ động, ta thu các ngươi vào đế cung. Giang giật sắc mặt đại biến, trong tay đế cung trước tiên xuất hiện đem tất cả mọi người thu vào, quỷ ảnh công kích linh hồn phổ thông thiên quân căn bản chịu không được, một khi chúng chiêu khẳng định sẽ bị còn lại thiên quân công kích chém giết. Viện quân được thả ra, lại bị ép thu vào đi, Giang giật chỉ có thể lần nữa một mình phấn chiến. Trường 722, Đạo Văn Dung Hợp, suy suy, Giang giật bên người lôi hỏa tuôn trào ra, nhưng trong khoảnh khắc tổ bị vô số đạo lưu quang đánh tan, hắn thân thể cuối cùng bị một cái nguyên lực ngưng tụ dị thú đầu lâu đập bay, nếu không phải dựa vào lôi hỏa suy yếu cái này dị thú bên trong năng lượng, hắn cho dù có Hỏa Vân Khải cũng phải bị đánh chết tươi. Lôi hỏa bên trong lôi điện có thể chủ động suy yếu lực công kích của đối thủ độ, Hỏa Vân Khải có thể lần nữa suy yếu bộ phận cường độ, giang giật nhục thể đủ mạnh, nếu không phải cái này ba loại hắn hôm nay đã sớm chết mấy chân lần. Hỏa Vân Khải là ngụy thần khí loại này cấp bậc công kích không phá hư được nhưng lôi hỏa cũng không phải là vô cùng vô tận, giang giật cũng không phải đánh không chết tiểu cường. Theo ngũ tạng lục phủ lần lượt bị chấn thương, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi bắt đầu giảm bớt, tiếp tục kéo dài thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng hắn chỉ có chết. Suy suy, từng đạo lưu quang đâm xuyên mà đến, mặt đất từng mảnh từng mảnh bị xuyên thủng, lại từng mảnh từng mảnh sụp đổ, bốn phía mặt đất thời thời khắc khắc đang rung động, tiếng oanh minh bên tai không dứt, giang giật tại thiên nhân hợp nhất trạng thái có thể trước thời gian dự báo mặt đất ba động, từ đó bằng nhanh nhất tốc độ cải biến phương hướng. Hắn xuống mặt đất tới quyết định phi thường chính xác, dưới đất địch nhân không dám nhô ra thần thức dò xét, sở dĩ không thể chuẩn bị phán đoán hắn vị trí. Người truy sát công kích mặc dù đều rất hung tàn, mặt đất đất đá nhẹ nhóm có thể xoắn là bột mịn, nhưng công kích lực độ hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút suy yếu, dạng này để hắn có thể kiên trì thời gian hội càng lâu. Đương nhiên, cái này càng lâu thời gian đồng dạng ít đến thương cảm, tốc độ của địch nhân đều nhanh hơn hắn, đây là không may một khi bị bao vây, bốn phương tám hướng đều tại công kích, hắn đồng dạng chỉ có thể chết. Làm sao bây giờ, hắn một bên liều mạng đào tẩu tránh né, não hải một bên nhanh chóng chuyển động nghĩ đến phá cục chi pháp. Đằng sau không ngừng truyền đến tiếng trống, quỷ ảnh cường đại công kích linh hồn truyền đến, hắn 36 thanh hồn kiếm tại linh hồn trong thức hải phi hành, đem tràn vào trong đầu kỳ dị năng lượng toàn bộ xoắn diệt, cũng may mắn có hồn kiếm, nếu không quỷ ảnh công kích linh hồn tựu đủ hắn quát một bầu. Trốn là trốn không thoát, dựa vào dương đông bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì, có quỷ ảnh tại dương đông bọn người chỉ có thể chịu chết. Tiểu nô công kích hung tàn nhất, vấn đề là đối phương có 5 tên trung giai thiên quân, giang giật không dám mạo hiểm. Tiểu nô là cận thân công kích, một khi tới gần giết không được địch nhân, nàng tuyệt đối sẽ vẫn lạc. Phượng loan kia càng không được, nàng hắc ám đạo văn trung giai thiên quân trong nháy mắt có thể phá mất. Đã như vậy, kia chỉ có nghĩ biện pháp tử chiến, chém giết địch nhân. Đáng tiếc hắn cảnh giới quá thấp, hắn công kích mạnh nhất liền là lôi hỏa, đối phương không tới gần hắn căn bản giết không được người, còn lại công kích căn bản giết không được người. Hồn kiếm ngược lại là có thể giết một số người, nhưng cũng cần cận thân đánh lén. Cảm mộ đạo văn tăng thực lực lên, kia càng không có thể, giống như hắn tại lôi sơn bên trong cảm ứng cái kia thượng giai đạo văn có thể cảm mộ thành công, uy lực khẳng định không tầm thường. Đáng tiếc chín loại hạ giai đạo văn hắn vẫn chưa hoàn toàn cảm mộ thành công, càng không có thể dung hợp, coi như hắn đốn ngộ cảm ngộ một hai loại đạo văn lại như thế nào hạ giai đạo văn căn bản giết không được người tốc độ tốc độ trong thời gian ngắn cũng tăng lên không được coi như tăng lên một chút cũng đồng dạng trốn không thoát phòng ngự nếu là có thể tăng cường phòng ngự ngược lại là có thể sống lâu hơn một chút cũng có cơ hội chạy trốn tới thành nội đi đáng tiếc không bao giờ làm sao có thể cảm ngộ cường đại loại hình phòng ngự đạo văn không có đường sao giang giật trong đầu gấp trăm lần tốc độ vận chuyển đem thần thông của mình cùng có bảo vật đều nghĩ đến một lần, nhưng cuối cùng phát hiện căn bản vô kế khả thi, hắn chỉ có chờ đợi lôi hỏa tiêu hao hoàn tất, sau đó bị giết. Âm um, âm um, âm um, âm, um, vô số công kích theo mấy cái phương hướng liên tục không ngừng phóng tới, tốc độ quá nhanh quá nhanh, mặc dù hắn có thể sớm dự báo, rất nhiều công kích vẫn như cũ tránh né không ra. Hắn chỉ có bổ ra mấy kiếm, dựa vào lôi hỏa bên trong lôi điện đem đối phương công kích lực độ suy yếu, về sau lại bằng vào bên ngoài thân lôi hỏa tiến một bước suy yếu uy lực công kích, cuối cùng bị đập bay ra ngoài. Lần lượt bị đập bay ra ngoài, lần lượt đứng lên tiếp tục đào tẩu, hỏa linh châu bên trong lôi hỏa chỉ còn lại không tới một nửa, hắn ngũ tạng lục phủ thụ thương cũng càng thêm nghiêm trọng, khóe miệng không ngừng tuôn ra tụ huyết, rơi đầy đất. Công kích không được, tốc độ, không được, phòng ngự, không được, phòng ngự không đúng, giống như có biện pháp tăng lên phòng ngự. Giang giật trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, mơ hồ ở giữa hắn mơ hồ bắt được một điểm, nhưng cẩn thận suy nghĩ thời điểm nhưng lại quên đi. Đầu óc hắn nhanh chóng chuyển động, đem hắn có thể tăng cường phòng ngự địa phương toàn bộ nghĩ đến một lần, mười mấy hơi thở sau hắn vỗ đầu một cái, kêu to lên, đúng rồi. Phòng ngự, ta có biện pháp tăng lên phòng ngự, tuyến lộ đồ, người kiến thể xác bên trong tuyến lộ đồ. Chỉ cần ta có thể đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong, phòng ngự của ta tuyệt đối có thể gấp bội tăng lên. Hắn tiến vào thú nhân đại lục lúc, đã từng tao ngộ qua một loại rất quái dị bán thú nhân, người kiến. Tất cả mọi người công kích nện ở người kiến thể xác bên trên đều sẽ bị bay ra ngoài, cũng cảm giác một khối thạch phiến đánh vào trong nước đổ xuống sông xuống biển. Lúc ấy giang giật tại người kiến thể xác bên trên cảm ứng được một bộ tuyến lộ đồ, về sau cảm thấy không có tác dụng gì cũng không có tinh tế đi suy nghĩ, chỉ là truyền cho vân phỉ tăng lên cấm chế lực phòng ngự. Tại vừa rồi hắn đem chính mình nắm giữ đồ vật tinh tế hồi tưởng một lần về sau, hắn đột nhiên có một cái rất gan lớn ý nghĩ, đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong. Nói một cách khác khống chế lôi hỏa dựa theo người kiến thể xác bên trong tuyến lộ đồ vận chuyển, giống như có thể thành công, chắc hẳn bên ngoài cơ thể lôi hỏa lực phòng ngự hội càng mạnh mấy phần, hắn cũng có thể sống đến đầy đủ lâu, có khả năng thành công đến phụ cận trong thành trì. Ý nghĩ là tốt, trên lý luận cũng là có thể được, vấn đề hắn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì thời gian một nén nhang, hắn có thể dung hợp ra còn có dung hợp thành công, thật lại có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn không biết, nhưng hắn không đường có thể đi, chỉ có liều mạng tránh né bên ngoài, toàn lực dung hợp. Không đúng, cái này lôi hỏa cũng không phải là nguyên lực, ta làm sao có thể khống chế bọn hắn di động. Vừa mới nghĩ dung hợp, Giang giật liền phát hiện một cái vấn đề lớn. Lôi hỏa hắn không có cách nào khống chế di động, trước kia khống chế lôi hỏa công kích hoàn toàn là dựa vào phong chi thúc phược đạo văn hình thành vô hình phong long, để phong long dẫn dắt lôi hỏa di động, cái này lôi hỏa không phải nguyên lực, hắn làm sao có thể khống chế tại bên ngoài thân di động. Nghĩ đi nghĩ lại, Giang giật vỗ đầu một cái, kêu to lên, sai. Phong chi thúc phược có thể dẫn dắt lôi hỏa công kích, ta vì sao không thể khống chế phong chi thúc phược, dẫn dắt lôi hỏa di động. Hắn tiện tay chém ra một kiếm, phóng thích phong chi thúc phược, bốn phía phong hướng phía trước vào tới, dẫn dắt lôi hỏa hướng phía trước bay đi. Giang giật vội vàng nếm thử khống chế bốn phía phong, dẫn dắt mấy chục đoàn lôi hỏa du tẩu, dạng này quả nhiên đi, từng đoàn từng đoàn lôi hỏa vây quanh thân thể của hắn bắt đầu du tẩu. Vẫn là không đúng, cái này phong chi thúc phược chỉ có thể khống chế mấy chục đoàn lôi hỏa, ta muốn đem tuyến lộ đồ dung hợp vào lôi hỏa bên trong tăng cường phòng ngự, kia nhất định phải thân thể bên ngoài tất cả lôi hỏa đều dựa theo tuyến lộ đồ quý tích du tẩu, dạng này mới có thể đạt tới đặc thù hiệu quả, mấy chục đoàn lôi hỏa du tẩu tại sao có thể có hiệu. Giang giật lông mày lại nhíu lại, trong đầu của hắn giờ phút này so bình thường nhanh lên gấp trăm lần vận chuyển, người càng là nguy cấp thời khắc, càng có thể kích phát ra tiềm năng. Đây cũng là rất nhiều võ giả vì sao có thể trong chiến đấu lần lượt đột phá duyên cỡ, người gặp được tử vong uy hiếp lúc, các loại tiềm năng đều sẽ bị kích phát, đột phá tỷ lệ cũng sẽ lớn hơn. Oanh, phải phía sau một đạo công kích phóng tới, hắn căn bản không có cách nào tránh thoát đi. Thân thể của hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ ném ra một cái thông đạo, về sau thông đạo sụp đổ, đem hắn chôn sống đi vào. Lần này hắn thế mà không có đứng lên đào tẩu, Ngược lại bỗng nhiên tại nguyên chỗ, đôi mắt của hắn tại thời khắc này cũng tăng mở ra, bên trong đều là hưng phấn, kêu to lên, phong chi thúc phược hoàn toàn chính xác chỉ có thể khống chế một số nhỏ lôi hỏa, nhưng ta còn cảm ngộ phong hóa nghìn vạn đạo văn a, một đầu hỏa long có thể chia mấy vạn đầu, một đầu phong long cũng có thể hóa thành mấy vạn đầu. Chỉ cần ta canh chừng hóa ngàn vạn cùng phong chi chói buộc hai cái đạo văn dung hợp, kia chẳng phải có thể khống chế sở hữu lôi hỏa du tẩu sao đúng, hoàn toàn đúng. Chương 723, Lôi hỏa thần thuần. Giang giật đôi mắt tại thời khắc này bày ra dọa người thân thể đều bởi vì kích động có chút run rẩy hắn lại không còn chạy trốn tự xếp bằng ở nguyên địa con mắt cũng nhắm lại hai tay của hắn không ngừng múa đồng thời phóng thích ra phong hóa vạn thiên cùng phong chi trói buộc để hai loại đạo văn dung hợp được lại khống chế lôi hỏa dựa theo người kiến thể xác bên trên tuyến lộ đồ du tẩu ây tiểu tử này thế mà không trốn chẳng lẽ thụ thương quá nặng đi trốn không thoát mặc kệ giết xa xa đuổi theo thiên quân võ giả cảm ứng được giang giật ngừng lại toàn bộ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc nhưng bọn hắn đều không do dự hoặc là phóng thích tuần tự công kích hoặc là nhanh chóng ghé qua đem giang giật bốn phương tám hướng đều quay chung quanh chuẩn bị để hắn vĩnh viễn lưu tại cái này suy suy mấy chục đạo công kích đâm xuyên mà đến bốn phía đất đá chấn động kịch liệt không ngớt mặc dù rất nhiều người đều không thể khóa chặt giang giật vị trí cụ thể nhưng đại khái vị trí đều có thể cảm ứng dù sao giang giật chỗ địa phương là nhiệt độ cao nhất Lần này hơn 60 đạo công kích, ít nhất có 30 đạo có thể đánh chúng giang giật, trong đó có hai đạo công kích hung tàn nhất, là kia tối cường ba người phát ra công kích. Giang giật lôi hỏa rất cường đại, bên trong đều có lôi điện, có thể suy yếu công kích của địch nhân uy lực. Vấn đề nhiều như vậy đạo công kích, đừng nói hắn coi như thượng giai thiên quân đều muốn vẫn lạc, nhưng hắn giờ phút này lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn tại không ngừng phóng thích phong chi thúc phược cùng phong hóa vạn thiên đạo văn khống chế bên ngoài thân lôi hỏa du tẩu. 20 dặm, 10 dặm, 5 dặm, 3 dặm. Mấy chục đạo công kích loại kia kinh khủng uy áp đã bao phủ giang giật, nhưng hắn vẫn là không nhúc nhích, như hắn tại một khắc cuối cùng không có thoát đi lời nói, hắn bên ngoài thân lôi hỏa tuyệt đối toàn bộ sẽ bị đánh sơ xác, hắn cũng sẽ bị đánh chết tươi. Hai dặm, một dặm, nửa giảm. giang giật giờ phút này coi như muốn chạy trốn cũng trốn không thoát, kia mấy chục đạo tốc độ công kích quá nhanh, một giây sau liền muốn nện ở hắn bên ngoài thân lôi hỏa phía trên. Ngay một khắc này, hai tay của hắn như hóng gió không ngừng múa, bên ngoài thân lôi hỏa cũng dùng tốc độ khủng khiếp du tẩu. Càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức làm người ta hoa mắt, nhanh đến xuất hiện từng đầu tuyến, từng đầu mạch lạc, những cái kia đường cong rất là dườm già phức tạp huyền diệu, mấy trăm đoàn lôi hỏa du tẩu, hình thành mấy trăm đường nét, tại hắn bên ngoài thân biên cuồng du tẩu. Chuyện thần kỳ, tại lúc này phát sinh, nương theo lấy lôi hỏa nhanh chóng du tẩu, hắn bên ngoài thân lôi hỏa lại hai hai dung hợp, bảy tám một đám lôi hỏa biến thành ba bốn đoàn mà núi nghiệp tục giảm bớt biến thành một 200 đoàn mấy chục đoàn hắn bên ngoài thân phương viên hơn 10 trượng lúc đầu đều là lôi hỏa giờ phút này lôi hỏa nhanh chóng co rút lại 10 trượng 5 trượng một trượng ba thước cuối cùng thân thể của hắn ngoại hình thành một cái hộ thuẫn cùng thần thuẫn nhìn rất giống nhưng người khác thần thuẫn là kim sắc hắn lại là màu xanh da trời hắn bên ngoài cơ thể xuất hiện một cái màu xanh da trời vòng bảo hộ mà cái này vòng bảo hộ cùng thần thuẫn còn có một cái khác nhau rất lớn, cái này vòng bảo hộ phía trên có vô số đường cong đang lưu truyền, dựa theo rất kỳ dị quỹ tích du tẩu, nhìn một chút đều làm lòng người sợ, trong cảm giác có được một loại nào đó cường đại đạo vận. Ông, Giang giật con mắt tại thời khắc này cũng mở ra, ánh mắt của hắn bên trong lôi quang lấp lánh, như kiểu lưới kiếm sắc bén xuyên thấu bên ngoài cơ thể màu xanh ra trời hộ thuẫn hướng nơi xa nhìn lại. Bên kia có mấy đạo cường đại công kích đã đâm xuyên mà đến, sẽ đánh chúng thân thể của hắn, hắn sắc mặt vô cùng trang nghiêm nhìn xem bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ trầm giọng nói ra sống hay chết tự xem ngươi lôi hỏa thần thuẫn rầm 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 hai đạo công kích trước hết nhất phá không mà đến hung hăng đập vào hắn bên ngoài cơ thể hộ thuẫn phía trên chuyện thần kỳ lần nữa phát sinh những cái kia như thế cường đại công kích vốn hẳn nên nhẹ nhõm đem vòng bảo hộ đánh nát nhưng cái này hộ thuẫn tự tựa như lau một tầng dầu công kích trực tiếp trượt ra tiếp tục hướng phía trước bay vụt đi xong rồi hắn toàn bộ thân thể cùng linh hồn đều rung động nhìn thấy từng đạo cường đại công kích gào thét mà đến nện ở vòng bảo hộ bên trên nhẹ nhõm bị trượt ra căn bản không thể thương tổn hắn lúc hắn kém chút quỳ trên mặt đất cảm tạ trời xanh suy suy mấy chục đạo công kích liên tục không ngừng phóng tới rất nhiều công kích đều khóa chặt giang giật nhưng đều không ngoại lệ đều bị trượt ra đi giang giật biến thành một con lươn vô số đại thủ nghĩ đến bắt hắn lại đều bị hắn nhẹ nhõm chạy đi đồ tốt nện ở trên thân thể công kích đại bộ phận năng lượng đều có thể chuyển di ra ngoài mà lại lôi hỏa lại dung hợp cái này lực phòng ngự gấp bội tăng lên ha 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 giang giật cười to lên tại công kích phóng tới lúc hắn cảm giác thoáng cái bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ phát hiện rất nhiều năng lượng đều sẽ bị những cái kia du tẩu đường cong dẫn đạo ra ngoài hắn vòng bảo hộ tựa như một cái chuyển động con quay có thể nhẹ nhõm đem công kích chuyển di ra ngoài mỗi lần công kích lôi hỏa tiêu hao đều cực thấp chống cự mấy chục đạo công kích lại chỉ là tiêu hao một phần trăm lôi hỏa cơ hồ có thể không cần tính. Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình biến thành một cái đánh không chết tiểu cường, đứng tại cho bọn hắn giết, đều rất khó giết chết. Không đúng, hắn đột nhiên nghi ngờ nhíu mày, theo lý thuyết hắn coi như dung hợp phong hóa vạn thiên cùng phong chi thúc phược, đây cũng chỉ là so chung giai đạo văn mạnh lên một chút mà thôi, cũng sẽ không như thế hung tàn lực phòng ngự. Tuyến lộ đồ, nhất định là tuyến lộ đồ nguyên nhân, phong hóa vạn thiên cùng phong chi trói buộc dung hợp uy lực không có khả năng như thế đại, giải thích duy nhất cái này tuyến lộ đồ quá thần kỳ, người kiến quá nghiêu bức, ha ha ha, ta biến thành một cái hình người người kiến. Giang giật trong đầu chuyển động vài vòng không còn quản nhiều, lập tức trọng yếu nhất liền là trước đào tẩu, có cái này thần kỳ hộ thuẫn, hắn lôi hỏa tiêu hao tốc độ đại giảm, đủ để treo chống mấy ngày mấy đêm, này thời gian đầy đủ hắn chạy ra bạch hổ đảo. Hưu, trong tay hắn hỏa long kiếm hướng phía trước múa đem phía trước đất đá xoắn nát, hắn cũng cảm giác hắn bên ngoài cơ thể như kén tầm vòng bảo hộ đối với hắn căn bản không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn có thể tùy ý hành tẩu cùng công kích. Cái này vòng bảo hộ hình thành về sau, cũng không cần quá cố ý khống chế, tự động ngưng kết ở bên ngoài cơ thể hắn, hắn di động cũng sẽ đi theo di động, cùng thần thuẫn cũng không có khác nhau. Vấn đề duy nhất, thần thuẫn chỉ cần có nguyên lực quán chú liền sẽ không phá toái. Giang giật cái này lôi hỏa thần thuẫn một khi bên trong lôi hỏa bị tiêu hao quá nhiều về sau, sẽ tự động vỡ tan, hắn nhất định phải phóng thích lôi hỏa một lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, cái này đều không phải là vấn đề, chỉ cần hắn có lôi hỏa liền có thể trong nháy mắt ngưng tụ. Một đường chạy trốn, đằng sau có công kích phóng tới, giang giật đều không cần tận lực tránh né, những công kích kiên nện ở phía trên sẽ tự động trượt ra, đại bộ phận công kích cường độ sẽ bị chuyển di. Bốn phía đất đá từng mảnh từng mảnh bị tạc thành bột mịn, giang giật nhẹ nhõm chạy vội, thần thái nhàn nhã đến cực điểm, cùng bốn phía kinh khủng công kích hình thành một loại cực lớn tranh lệch cấu thành một bức rất có lực trùng kích hình tượng lần nữa phi bôn thời gian một nén nhang giang giật lông mày nhíu lại sờ lên cái mũi thì thào không đúng ta vì sao muốn trốn bọn hắn không giết chết được ta nhưng ta có thể giết bọn hắn a à, ta có thể thuấn di không ai có thể biết ta hành tẩu phương hướng ta có thể nghĩ biện pháp tới gần bọn hắn bằng vào lôi hỏa nhiệt độ cao thiêu chết bọn hắn a à. hắn lôi hỏa thần thuẫn ít nhất có thể ngăn cản mấy ngàn lần công kích lôi hỏa hao tổn cơ hồ có thể không cần tính, hắn đứng tại chỗ cho mọi người công kích đều giết không chết hắn, coi như lôi hỏa thần thuẫn phá toái, hắn cũng có thể trong nháy mắt ngưng tụ một cái, hắn vì sao muốn trốn. chương 724, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Thử trước một chút thuấn di, lôi hỏa thần thuẫn có thể hay không phá toái. Hắn con ngươi lấp lóe một vòng, chờ đợi chống cự một vòng công kích về sau, hắn thân thể biến mất tại nguyên chỗ, ra phía sau một cái thông đạo bên trong, để hắn mừng rỡ không thôi chính là lôi hỏa thần thuẫn cũng không có vỡ tan. Cái này thần thuẫn tựa như là hắn bên ngoài cơ thể một cái vô hình kén tầm, thời khắc thật chặt bao vây lấy hắn. Ông, hắn lần nữa thuấn di mà đi, thân thể mạnh mẽ theo đất đá bên trong trong không gian đẻ ép ra, trong tay hỏa long kiếm múa đem bốn phía đất đá xoắn thành bột mịn. Hắn thần thức bốn phía dò xét, rất nhanh khóa chặt bên kia hơn 10 tên thiên quân, thân thể như u linh biến mất tại chỗ cũ, hướng bên kia hơn 10 người thuấn di mà đi. a à, Bên kia hơn 10 tên thiên quân, bản tại bằng vào không khí bốn phía cực nóng cùng mặt đất chấn động giò xét giang giật hành tung, nhưng giang giật thuấn di, cho nên mặt chấn động cũng không liên tục, mà lại nhiệt độ cao thoáng cái biến mất, thoáng cái lại trở nên nóng rực lên, để bọn hắn không bao giờ căn bản là không có cách phán đoán. liền tại bọn hắn trần chờ không định giờ, bọn hắn phía trước bên ngoài một dặm mặt đất đột nhiên khẽ run lên, tiếp lấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, loại kia kinh khủng nhiệt độ cao đem mọi người bị hù sắc mặt đại biến, kém chút hồn phi phách tán đương nhiên bọn hắn rất nhanh liền hồn phi phách tán kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt cuốn tới để mấy tên thực lực thấp thiên quân thần thuẫn thoáng cái tan vỡ lập tức tử vong những người còn lại hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng kinh khủng nhiệt độ cao thông qua thần thuẫn thẩm thấu tiến vào trong thân thể để bọn hắn toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào toàn thân bởi vì nhiệt độ cao thống khổ không chịu nổi tốc độ suy giảm mà giang giật lần nữa bắt đầu thuấn di ông lần này giang giật trực tiếp thuấn di đi trước mọi người mới trong thông đạo rời đi bọn hắn vẻn vẹn chỉ có xa vài chục trượt, bốn năm tên thiên quân phát hiện thần thuẫn sẽ phá toái, trong mắt đều lộ ra vẻ điên cuồng, liều mạng thả ra một lần cuối cùng công kích, ý đồ cùng giang giật đồng quy vô tận. Dầm dầm rầm, bảy tám đạo nhiều loại lưu quang bay đi nhẹ nhõm đập chúng giang giật, để mọi người chết không nhắm mắt chính là những công kích kia nện ở giang giật trên thân toàn bộ trượt sang hai bên. Nhiều người như vậy công kích coi như trung giai thiên quân thần thuẫn cũng muốn vỡ tan, giang giật cái kia màu xanh ra trời hộ thuẫn nhưng không có nửa điểm sự tình thậm chí đều không có rung động một phần. A, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hơn 10 vị thiên quân toàn bộ bị đốt thành bột mịn, thánh khí cũng đều bị hòa tan, chỉ có một cái siêu thánh khí cùng mười mấy mai cổ thần nguyên giới bảo tồn lại. Hưu, Giang giật chạy như bay, thu hồi còn chưa bị hủy đi bảo vật, thần thức lại hướng bốn phía tìm kiếm, phát hiện bên trái đằng trước ngoài mấy chục dặm, đang có ba bốn người tên thiên quân hướng bên này chạy như bay đến, khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, sát khí nghiêm nghị, đây là Lưu Sơn thanh âm, dừng lại, chuyện gì xảy ra Lưu Sơn bọn hắn làm sao lại bị giết. Ai giết chẳng lẽ là thương lang không sai, bên kia nhiệt độ kỳ cao, thương lang ở bên kia. Công kích, công kích, bên này tiếng kêu thảm thiết, để bên trái đằng trước kia 30, 40 người lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giang giật trước đó một mực bị đuổi giết, căn bản không có sức hoàn thủ, làm sao đột nhiên bắt đầu phản sát vẫn là trong thời gian ngắn như vậy giết mười mấy người. Vù vù, bất kể như thế nào, tất cả mọi người vẫn là đại khái phán đoán giang giật chỗ phương vị, trước tiên hướng bên này thả ra công kích. Ba bốn người đạo hung tàn công kích gào thét mà đến, đem bốn phía đất đá xuyên thủng, mặt đất rung động không thôi, từng mảnh từng mảnh sụp đổ. Cái này 30, 40 người bên trong có một cái trung giai thiên quân, vẫn là hắc phong quân đoàn tối cường ba người một trong, người này công kích hung tàn nhất, thực lực nhưng so sánh lãnh ra. Hắn đánh ra là một cái nguyên lực ngưng tụ toàn nghề dị thú đầu lâu hư ảnh, đầu lâu kia những nơi đi qua, Đất đá từng mảnh từng mảnh bị xoắn thành bột mịn xuyên thủng ra một đầu đường kính là mấy chục trượng to lớn thông đạo, toàn nghề dị thú đầu lâu bay qua, phía sau thông đạo lại từng mảnh từng mảnh sụp đổ, gây nên bốn phía bùn đất tầng tầng chấn động, tựa như phát sinh to lớn như địa chấn, rất là kinh khủng. Hừ hừ, đối với mọi người công kích giang giật không lọt vào mắt, cho dù là cái kia to lớn toàn nghề đầu lâu nện ở trên người hắn, đồng dạng sẽ nhẹ nhóm trượt ra bất quá lần này tiêu hao lôi hỏa tương đối nhiều, trọn vẹn đạt tới lôi hỏa tổng số lượng 1 phần 10. Lôi hỏa thần thuẫn hẳn là còn sẽ không phá toái. Giết, giang giật như u linh không ngừng thuấn di, hắn lần này không có to gan như vậy, thẳng tắp thuấn di mà đi, mà là thoáng cái đông thoáng cái tây, làm cho đối phương không bao giờ bắt giữ không được hắn vị trí cụ thể, tạo thành phán đoán sai lầm. Lui, theo giang giật không ngừng tới gần, bên kia cường giả rốt cục cảm giác được không đúng, nhiệt độ càng ngày càng cao, mà bọn hắn phát ra mấy vòng công kích, đều rất ít đánh chúng giang giật, như cho hắn tới gần, bọn hắn tuyệt đối sẽ chết. Ông, nào biết, giang giật lại một lần nữa thuấn di, trước kia thuấn di đều là ngàn trượng ngàn trượng thuấn di, lần này thuấn di khoảng cách lại đã đạt tới hơn một vạn trượng. Thoáng cái liền đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến mấy trăm trượng, kinh khủng nhiệt độ cao để rất nhiều người tốc độ suy giảm. Mặc dù thần thuẫn không có vỡ tan, nhưng một số người đã ngửi thấy khí tức tử vong. Cầu tặc, đi chết đi. Tên kia thực lực cường đại trung giai thiên quân nhìn thấy rất nhiều người tốc độ giảm bớt, biết rõ bọn hắn khẳng định trốn không thoát, trong mắt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng, lại không còn chạy trốn, trong tay tuôn ra từng đạo màu xám cho nguyên lực, ngưng tụ ra một cái kính đạt tới 10 triệu toan nghe dị thú đầu lâu hư ảnh, đột nhiên đối phía trước ngoài mấy trăm trượng giang giật đập tới. Suy suy, hắn đầu lâu này vừa xuất hiện, bốn phía hư không từng mảnh từng mảnh chấn động, đất đá cũng từng mảnh từng mảnh bị xoắn thành bột mịn, tiếp lấy lại sụp đổ, kia toàn nghe đầu lâu rõ ràng liền là kinh khủng hủy diệt đạo văn, hóa thành một đạo màu đen lưu quang hướng giang giật gào thét mà đi, tốc độ như phủ quang lược ảnh, giang giật còn chưa kịp lần nữa thuấn di, đã bị đập trúng. Âm ầm toàn nghe đầu thú sọ đập trúng giang giật, cứ việc đồng dạng bị trượt lái đi, nhưng hắn thân thể cũng lui về sau mấy trượt, bên ngoài thân lôi hỏa thần thuẫn vốn là màu xanh đậm, thoáng cái biến thành màu lam nhạt, bên trong lôi hỏa bị tiêu hao trọn vẹn một nửa. Thật là khủng khiếp, May mắn lôi hỏa thần thuẫn không có phá, nếu không ta hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá. Đã ta không chết được, liền muốn đến phiên các ngươi chết. Thân thể của hắn bên trên bạch quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, một giây sau xuất hiện ngay tại chạy trốn mọi người phụ cận người trượt, hắn thuấn di khoảng cách rất xa, mọi người giờ phút này tốc độ đều giảm mạnh, hắn có thể nhẹ nhõm đuổi kịp mọi người. a à, hơn 10 người trong nháy mắt thần thuẫn hủy diệt, chỉ để lại từng đạo kêu thảm thân thể hóa thành cho bụi, những người còn lại thần thuẫn tiếp lấy phá toái chỉ có tên kia trung giai thiên quân thần thuẫn ủng hộ một giây đồng hồ tiểu tử cùng chết đi trung giai thiên quân trên mặt đều là vẻ dữ tợt đột nhiên ngưng tụ ra một đạo toan nghe dị thú đầu lâu hư ảnh liền muốn lôi kéo giang giật cùng chết nhưng hắn công kích còn không có phát ra giang giật trong tay hỏa linh châu trước tiên phát sáng lên vô tận lôi hỏa liên tục không ngừng tuôn ra đem phụ cận nhiệt độ thoáng cái để thăng lên đến kinh khủng tình trạng trung giai thiên quân thần thuẫn có lẽ có thể chống đỡ được cái này nhiệt độ cao một nháy mắt nhưng hắn nhục thể gánh không được a à. thần thuẫn mặc dù có thể ngăn cách đại bộ phận nhiệt độ cao nhưng giờ phút này khoảng cách quá gần nhiệt độ quá cao không thể tránh khỏi thẩm thấu tiến vào thần thuẫn toàn thân hắn huyết dịch đều đang sôi trào đang thiêu đốt toàn thân đều là như tê liệt thống khổ trong tay hắn đã ngưng tụ công kích cũng không có cách nào thả ra ba hắn thần thuẫn như bọt khí phá toái tiếp lấy cả người bốc cháy hắn phát ra một tiếng không cam lòng cùng nổi giận đại hống, cuối cùng thân thể hóa thành một mảnh cho bụi, chỉ để lại một viên cổ thần nguyên giới ở trong đường hầm trôi nổi. Hô hô, nguy hiểm thật, Giang giật trên mặt mồ hôi lạnh chảy dọc, vừa rồi người này công kích nếu là phóng xuất ra, hắn lôi hỏa thần thuẫn tuyệt đối phải phá toái, cũng sẽ bị đánh chết tươi, may mắn hắn trước tiên thả ra càng nhiều lôi hỏa. Hưu, hắn thần thức quét qua xác định phụ cận hơn 30 người toàn bộ bị thiêu chết, thân thể hóa thành tàn ảnh đem mấy chục mai cổ thần nguyên giới thu sạch lên, đồng thời hắn thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhanh phát hiện phụ cận những người còn lại. Hắn thần thức khóa chặt quỷ ảnh, trong con người một mảnh sát ý, lãnh nhược vạn năm sông băng thanh âm truyền khắp phương viên hơn 10 dặm, quỷ ảnh, hôm nay các ngươi hắc phong quân đoàn một cái cũng đừng nghĩ trốn. chương 725, cho ta đi chết, giang giật lần này tới hắc phong sơn, lúc đầu đã làm tốt sự tính xấu nhất, cái kia chính là sử dụng độn thiên đào tẩu. Nhưng đây là hắn sau cùng át chủ bài, trừ phi hẳn phải chết không nghi ngờ một khắc này, hắn mới sẽ sử dụng độn thiên, nếu không tuyệt đối sẽ không vận dụng. Độn thiên thần kỹ, duy nhất cái này một nhà, không còn chi nhánh. Hắn không biết tội trong đảo phải trang ẩn núp cửu đế gia tộc người, hay là có được cùng cửu đế gia tộc quan hệ không tệ võ giả, tội đảo 13 nhà tộc biết rõ hắn thân phận, có thể hay không đến đây cướp đoạt bảo vật của hắn nhưng cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, một khi phóng thích độn thiên bị trí cường giả dò xét đến. Thân phận của hắn sẽ lập tức lộ ra ánh sáng, cũng rất có thể sẽ khiến cường giả chú ý cùng truy sát. Sở dĩ không đến cuối cùng một khắc hắn sẽ không phóng thích độn thiên, không nghĩ tới thế mà tại thời khắc mấu chốt, đem hai cái đạo văn cùng tuyến lộ đồ dung hợp, lực phòng ngự thoáng cái đạt tới kinh khủng tình trạng. Sự thật chứng minh hắn làm như vậy cũng là đúng, như hắn ngay từ đầu nghĩ đến lợi dụng độn thiên đào tẩu, khẳng định không thể đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, cũng không thể kích phát tiềm năng, tại thời khắc mấu chốt dung hợp ra cái này cường đại lôi hỏa thần thuẫn. Có lôi hỏa thần thuẫn, đối phương không giết được hắn, hắn đương nhiên sẽ không khách khí, quỷ ảnh đen hắn tám ngàn vạn thiên thạch khẳng định phải để hắn cả gốc lẫn lãi phun ra ba hai tay của hắn kết ấn phân biệt đánh ra phong chi thúc vừa cùng phong hoa nghìn vạn đạo văn bên ngoài thân lôi hỏa thần thuẫn bạo liệt hóa thành từng đoàn từng đoàn lôi hỏa hướng bốn phương tám hướng bay đi giang giật thân thể bay đi đem sở hữu lôi hỏa thu vào lôi hỏa thần thuẫn, hắn lại thả ra mấy trăm đoàn lôi hỏa hai tay động kinh đánh ra hai cái đạo văn lần nữa đem lôi hỏa dung hợp co rút lại dựa theo tuyến lộ đồ bên trên quỹ tích vận chuyển. Bốn phương tám hướng mấy trăm đoàn lôi hỏa nhanh chóng dung hợp co rút lại, hình thành một cái thâm lam lôi hỏa thần thuẫn, giang giật thân thể cũng biến mất tại nguyên chỗ. Hắn ban đầu lôi hỏa thần thuẫn bên trong lôi hỏa chỉ có không đến một nửa, tiêu hao quá nhiều, nếu có cường giả đồng thời công kích kia rất là nguy hiểm, sở dĩ hắn một lần nữa ngưng tụ một cái, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Đại thống lĩnh, làm sao bây giờ? Nơi xa 50, 60 dặm bên ngoài trong thông đạo dưới lòng đất, quỷ ảnh bên người mấy chục người toàn bộ sắc mặt biến huyễn không ngừng. Bọn hắn nguyên bản có 150 người, bắt đầu bị giang giật giết mấy cái, đằng sau bị dương đông bọn người giết hơn 40, lại liên tiếp chết đi 30, 40 người, chỉ còn lại không tới hơn 60 người. Hơn 60 thiên quân là một cỗ rất mạnh chiến lực, nhưng giang giật có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chém giết bọn hắn 30, 40 người, trong đó bao quát một tên người mạnh nhất tam thống lĩnh, Điều này nói rõ cái gì nói rõ Giang giật rất có thể có được hủy diệt bọn hắn toàn bộ quân đoàn năng lực. Hắc Phong quân đoàn thành danh nhiều năm, đại thống lĩnh quỷ ảnh công kích linh hồn lệnh, làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật, đáng tiếc, gặp được giang giật quái thai này, quỷ ảnh tối cường công kích linh hồn lại đối với hắn vô hiệu. Sở dĩ mọi người thoáng cái luống cuống, trong lòng có chút khiếp ý, Sơn Phỉ từ trước lần yếu sợ mạch, gặp được cường giả không địch lại sẽ lập tức chạy trốn. Vội cái gì Quỷ Ảnh một đôi âm lãnh con người lấp lóe không ngớt, hắn cắn răng quát khẽ một tiếng, trong tay màu đen trống nhỏ xuất hiện, nghiêm nghị quát to, cuối cùng liều một lần, nếu là giết không được tiểu tử này, chúng ta lại lui. Ai dám trước thời gian rút lui loạn quân ta tâm, giết chết bất luận tội. Quỷ Ảnh trên thân đều là đằng đằng sát khí, mặc dù nội tâm của hắn cũng có thoái ý, nhưng như vậy thối lui hắn rất là không cam lòng. Hắn đau khổ kinh doanh nhiều năm, Hắc Phong quân đoàn mới có uy vọng cùng thực lực, thoáng cái chết qua nửa ngày quân hắn chỉ cho tới 8.000 vạn thiên thạch như thế nào lại cam tâm đâu. Tách ra, thành hình quạt tiến lên, một khi đuổi kịp tiểu tử kia, đại gia trước tiên phóng thích công kích mạnh nhất, ai như lưu thủ, ta định giết không tha. Quỷ ảnh lần nữa nghiêm nghị đại hống, mọi người lập tức phân tán thành hình quạt hướng phía trước đuổi theo, nhưng chỉ là đi về phía trước hơn 10 dặm nhiệt độ thoáng cái nóng rực lên, mà lại càng ngày càng nóng rực, giang giật tại chiều bên này lại vò tới. Giết, quỷ ảnh giống to một tiếng, đại thủ không ngừng đập nện chống nhỏ, hắn đến còn không tin tưởng hắn công kích linh hồn đối giang giật vô hiệu đương nhiên hắn công kích mạnh nhất chỉ là công kích linh hồn còn lại công kích nhiều nhất chỉ có hạ giai thiên quân trình độ hắn phóng thích cũng không hiệu quả gì chết một tên khác cường đại thống lĩnh trong tay một thanh khổng lồ đồng trùy lấp lánh xuất thần thánh bạch quang đột nhiên hướng phía trước ném ra đồng trùy rời khỏi tay lớn lên theo gió cuối cùng hóa thành một cái đường kính bảy tám trượng to lớn đồng trùy đồng trùy bên trên bạch quang lấp lánh những nơi đi qua đất đá một mảnh bị nện thành bụi mù, bốn phía không gian kịch liệt ba động, hóa thành sóng chấn động dọc theo đi phương xa, gây nên phương viên mấy trăm dặm mặt đất chấn động không thôi, cực kỳ kinh người. Vị này thống lĩnh là Hắc Phong quân đoàn một trong tam đại cường giả, ban đầu rất nhiều lần công kích đều không có ném ra cái này rõ ràng là siêu thánh khí đồng trùy, cũng là bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thả ra công kích mạnh nhất. Còn lại mấy chục người, hoặc là bắn ra lưu quang, hoặc là đánh ra đạo văn công kích hoặc là ngưng kết ra mỗi loại đặc thù thần thông, uy lực đều so ban đầu công kích lớn rất nhiều, rõ ràng đều thả ra công kích mạnh nhất. Tới tốt lắm, Giang giật tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cũng không dám thuấn di, bằng nhanh nhất tốc độ tỏa đột hữu thiểm, trên dưới na di, tránh né lấy công kích của địch nhân. Lần này hắn không dám khinh thường, hắn chuẩn bị đem quỷ ảnh tiêu diệt, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Hô hô, cái kia đồng trùy tốc độ quá nhanh, hắn còn chưa tới đến né tránh đã bay vụt mà đến, hắn chỉ có thể cắn răng đối cứng, cố gắng hướng bên cạnh Na Di mấy trượng khoảng cách. Đồng trùy như một ngọn núi lớn bay tới, trùng điệp đem hắn đụng bay, sau đó đồng trùy tiếp tục hướng phía trước gào thét mà đi, hắn cảm ứng một phen, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Cái này đồng trùy uy lực đúng là lớn, nhưng một kích này chỉ là tiêu hao hắn một phần ba lôi hỏa. Chỉ cần cái này đồng trùy thẻ không chết hắn, còn lại công kích. Ngoại trừ trung giai thiên quân bên ngoài, lôi hỏa tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Dầm dầm rầm vô số công kích theo nhau mà đến, nhưng hoặc là bị Giang giật né tránh, hoặc là đánh vào lôi hỏa thần thuẫn bên trên như nước phiêu trơn trượt đi, Giang giật tựa như một tôn vô địch chiến thần, thân thể bên ngoài màu lam hộ thuẫn làm sao thẻ đều bất phá. Chết, các loại chờ mấy đạo cường đại công kích gào thét mà qua, bị lôi hỏa thần thuẫn chuyển di về sau, Giang giật trên thân sáng lên bạch quang, thả ra xa nhất khoảng cách thuấn di. Lần này thuấn di trọn vẹn gần vạn trưởng, thoáng cái đem khoảng cách của song phương rút ngắn đến vài dặm, kinh khủng nhiệt độ cao bao phủ đi, giang giật trong tay hỏa linh châu phát sáng lên, hỏa long kiếm hiển hiện, đột nhiên hướng phía trước bổ ra vài kiếm. A à chốn, trốn, vài dặm bên ngoài võ giả toàn bộ hoảng sợ kêu to, loại kia khí thức tử vong để bọn hắn quên đi quỷ ảnh mệnh lệnh, toàn bộ phi thân hướng về sau mặt mấy cái phương hướng bỏ chạy. Chỉ là nhiệt độ cao đã quét sạch đi qua, tốc độ bọn họ suy giảm, toàn thân đều nóng rực khó nhịn, rất muốn đem toàn thân y phục chiến giáp, thậm chí làn da đều cho xé rách. Rút lui, rút lui. Quỷ ảnh cũng rốt cuộc sợ hãi, hơn 60 người đồng thời công kích, Giang giật vừa rồi ít nhất tiếp nhận có 30 đạo công kích, nhưng hắn cái kia quỷ lá chắn liền là bất phá, của hắn linh hồn công kích càng là như bùn chảy vào biển không có nửa điểm hiệu quả, hắn còn không đi nhất định phải chết ở nơi này. Còn có thể trốn, Giang giật không đi quản những người còn lại chết sống, thần thức gắt gao khóa chặt quỷ ảnh, không ngừng bổ ra hỏa long kiếm, không ngừng băng băng mà tới, để nhiệt độ cao bao phủ hắn, để toàn thân hắn đều trở nên nóng rực khó nhịn, tốc độ suy giảm. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, quỷ ảnh lúc đầu tốc độ so giang giật nhanh rất nhiều, nhưng ở bị nhiệt độ cao bao phủ sau tốc độ bắt đầu giảm bớt, theo giang giật truy sát, tốc độ càng ngày càng chậm, hắn cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng cao, biết rõ giang giật đã càng ngày càng gần. Hắn thần thuẫn còn có thể trèo trống trong chốc lát, nhưng như thế đuổi tiếp, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, sở dĩ hắn con ngươi nhất chuyển, lớn tiếng giống to nói, thương lang, người thiên thạch ta trả lại cho ngươi, chúng ta đến đây dừng tay, như thế nào? Giang giật như một đầu màu lam cuồng long từ phía sau lướt đến, đôi mắt như hàn băng, tại lôi hỏa thần thuẫn chiếu rọi, lộ ra phá lệ khiếp người, khóe miệng của hắn cười lạnh, giống dài, thôi ngươi, cho ta đi chết. chương 726, vượt qua thiên đỉnh, hưu, hưu, bốn phía có vô số thiên quân đang bay trốn, cũng có hơn 10 người thần thuẫn vỡ tan chết đi, rất nhiều cổ thần nguyên giới phiêu phù ở trong thông đạo, Giang giật lại hoàn toàn không rảnh để ý. Hắn thần thức gắt gao khóa chặt quỷ ảnh, người này đen hắn tám ngàn vạn thiên thạch làm hắc phong quân đoàn đại thống lĩnh trên thân khẳng định có cửa phú cùng trọng bảo quỷ ảnh kêu khổ không chịu nổi trong thân thể cảm giác nóng rực càng ngày càng mạnh tựa như bị ném vào chảo dầu mặc dù hắn nhục thể rất cường đại nhưng vẫn như cú thống khổ không chịu nổi loại kia kinh khủng nhiệt độ cao để hắn có loại đem toàn thân làn da đều xé nát xúc động làm sao bây giờ làm sao bây giờ quỷ ảnh không cách nào giang giật tất xiết hắn hắn có thể làm cho trung giai thiên quân nhẹ nhõm chúng chiêu công kích linh hồn đối giang giật hoàn toàn vô hiệu hắn còn lại thủ hạ đều chạy không còn hình bóng như thế trước mắt trung thành so giấy vệ sinh càng giá rẻ liều mạng hắn con ngươi lấp lóe vài vòng cắn răng theo cổ thần nguyên trong nhẫn lấy ra một cái cổ quái đồ chơi kia là một cái có chút giống mới đỉnh bảo vật toàn thân tản mát ra cổ phát huy nghiêm khí tức mới trên đỉnh mặt có thần bí phù văn tại hắn dùng nguyên lực tùy ý quán chú những cái kia phù văn đều du tẩu tản mát ra khí tức kinh khủng phù văn giống như là khoa đầu, khoảng chừng mấy vạn đầu tại mới trên đỉnh du tẩu, bất quá mới đỉnh lúc đầu có bốn cái sưng, giờ phút này đoạn mất một cái, sở dĩ nhìn rất quái dị. Đây là hắn tối cường bảo vật, theo một cái thượng cổ phế tích bên trong thu hoạch được, gần như rất ít sử dụng, bởi vì đây là một kiện rất cường đại bảo vật, cứ việc thiếu một góc, nhưng uy lực lại nhưng so sánh phổ thông ngụy thần khí. Đương nhiên, đó cũng không phải thần khí, giống nhau là ngụy thần khí, đây là một cái bị hoàn toàn tế luyện trí bảo, đã thông linh. Cái này còn không phải hắn tế luyện, mà là hắn tới tay sau tùy ý luyện hóa thoáng cái tự hoàn toàn luyện hóa thông linh, uy lực vô tận. Ngụy thần khí rất khó hoàn toàn luyện hóa, đạt tới thông linh tình trạng, cái này cần để ngụy thần khí bên trong khí linh nhận chủ, sở dĩ ngụy thần khí uy lực cũng không có đạt tới trạng thái toàn thịnh. Tỷ như giang giật hỏa vân khải, như hắn có thể làm cho hỏa vân khải thông linh, có phù văn vần quanh, bình thường thiên quân tuyệt đối không gây thương tổn được hắn mảy may trừ phi có được cường đại công kích thần thông thiên quân đỉnh phong. Như thế bảo vật, quỷ ảnh tự nhiên không dám tùy tiện vận dụng, nếu là dẫn phát trí cường giả ngấp nghé, hắn bảo vật không chỉ có muốn mất đi, sẽ còn chết không có chỗ chôn Khác biệt, hắn lập tức liền phải chết, sở dĩ hắn không thể không lấy ra tôn này không trọn vẹn vượt qua thiên đỉnh, ý đồ mượn nhờ nó nghiền ép sang giật. Hắn cũng không có lập tức phóng thích, mà là liều mạng hướng lên trên mặt bay đi, tốc độ của hắn mặc dù suy giảm, nhưng cũng coi là không tệ, bắt đầu chạy trốn lúc một mực hướng lên trên mặt đang bay, giờ phút này chỉ là mấy cái trong chớp mắt tự phá đất mà lên. ầm, um, không có qua quá lâu, mặt đất đi theo nổ tung, giang giật phá đất mà lên, hắn thần thức bốn phía quét qua, phát hiện đến hắc phong quân đoàn tổng bộ phụ cận, nơi xa còn có mấy vạn cấp thấp hắc phong quân chính tại tổng bộ chờ lệnh. Quỷ ảnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía đỉnh đầu, thân thể vạch phá bầu trời bắn thẳng đến mà lên, trong tay hỏa long kiếm đột nhiên hướng lên trên uổng phí bổ tới, vô số lôi hỏa đi theo vào tới, để bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đạt tới kinh khủng tình trạng trốn mặc dù khoảng cách có hai ba mươi dặm nhưng hắc sơn quân đoàn tổng bộ cấp thấp võ giả vẫn là chịu không được nhiệt độ cao như thế toàn bộ hoảng sợ bốn phía bỏ trốn nhìn qua mặc hỏa vân khải bên ngoài cơ thể một cái màu lam vòng bảo hộ lấp lánh giang giật tất cả mọi người cảm giác giống như nhìn thấy một tôn ma thần kinh khủng thương lang cầu tặc nhận lấy cái chết vượt qua thiên đỉnh triển toái cái này cầu tặc trên không trung truyền đến một tiếng kinh thiên bạo giống quỷ ảnh người mặc màu đen chiến giáp, trên thân khí thế toàn thịnh, trong tay một tôn mới đỉnh bay vụt mà xuống, mới đỉnh ở giữa không trung dần dần biến lớn, cuối cùng lại biến thành đường kính trăm trượng đại, như một tòa cự đại như núi cao, mang theo nghiền ép hết thảy khí thế gào thét mà xuống. Mới trên đỉnh cổ pháp, đạo pháp tự nhiên khí thức bao phủ, màu xanh đen phù văn du tẩu, còn có từng cái từng cái màu xanh đen khí lưu theo trong đỉnh chảy ra, phần quanh toàn bộ thân đỉnh, những cái kia khí lưu giống như là tính thực chất như thủy ngân, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Toàn bộ mới đỉnh vừa ra, bốn phía chạy trốn tất cả mọi người trốn không tới, ánh mắt không tự chủ được bị mới đỉnh hấp dẫn, bị mới trong đỉnh hùng vĩ khí tức ép tới đập xuống xuống dưới, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên mới đỉnh mang theo khí thế một đi không trở lại, nghiền ép mà xuống một màn. Ngụy thần khí, giang giật đôi mắt trợn to, nội tâm hoảng hốt, vừa rồi hắn cũng không phải là không có dò xét đến đỉnh kia, nhưng cũng không có quá để ý, tưởng rằng phổ thông bảo vật, giờ phút này mới đột nhiên giật mình phương này đỉnh khí thức cùng tà ra cung phụng cái kia viên đỉnh quá giống, đây là ngụy thần khí khí thức, điện thạch hỏa hoa ở giữa trong đầu của hắn chuyển động hơn trăm lần, nghĩ đến ứng đối như thế nào. Trốn, vẫn là ngạnh kháng, trốn kia nhất định phải phóng thích độn thiên, quỷ ảnh giết không được, thân phận của hắn còn có thể bại lộ, có thể sẽ gây nên 13 nhà tộc trí cường giả ngấp nghé, lâm vào vô cùng vô tận truy sát, tội đảo cũng có thể là không ở nổi nữa. Ngạnh kháng thứ này có thể ngạnh kháng sao? Giang giật không biết, nhưng hắn chuẩn bị thử một chút, hắn một tay nắm chặt hỏa long kiếm hướng lên trên mới thật cao vung lên, đồng thời nguyên lực quán chú vào hỏa vân khải bên trong, hỏa vân khải trong nháy mắt thả ra vạn trượng hồng quang, cùng lôi hỏa thần thuẫn bên trong màu xanh đậm quang mang tương hỗ chiếu rọi, hình thành một loại vô cùng đặc thù thần kỳ quang mang. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung trấn áp mà xuống cự đỉnh, điên cuồng cười ha hả tới đi. Có thể đập chết ta tính người bản sự. Dầm dầm rầm tựa như núi cao mới đỉnh mang theo đạo đạo không gian chấn động chấn áp mà xuống, rất nhanh đã tới giang giật đỉnh đầu, hắn một tay cầm hỏa long kiếm đột nhiên một đâm, ý đồ đứng vững lấy to lớn mới đỉnh. Đáng tiếc hắn như một cái ý đồ hám thiên phù du, thân thể bỗng chốc bị chấn áp xuống dưới, trùng điệp nện vào trong dãy núi. Mặc dù như thế, giang giật vừa rồi độc kiếm kháng cự đỉnh hình được, vẫn là thật sâu lạc ấn tại phụ cận mấy vạn người trong đầu. Cổ xưa có một tay giả thiên, hiện có độc kiếm kháng đỉnh, Giang giật có chết hay không mọi người không biết, nhưng bọn hắn đều biết, một màn này cả một đời ấn khắc tại bọn hắn trí nhớ. Oanh, cự đỉnh rơi xuống đất, cả tòa sơn mạch đột nhiên chấn động, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều chấn động, cây cối lay động, sơn phong đá vụn rơi xuống. Giang giật phía dưới mặt đất bị nện ra một cái phương viên ngàn trượng, nhìn không thấy đáy hố sâu. Nơi này vốn là một tòa cự đại sơn mạch đỉnh núi, giờ phút này lại xuất hiện một cái cự đại hố sâu, tựa như biến thành một ngọn núi lửa bốn phía tiếng vang quanh quần tới trên không quỷ ảnh có chút thở dài một hơi hắn nhanh chóng nuốt một viên thuốc chữa thương vận chuyển nguyên lực chữa thương toàn thân hắn gân mạch đều bị nhiệt độ cao bỏng toàn thân làn da đỏ như huyết lông tóc cũng một mảnh cháy đen thân thể bị thương nặng giống như lại chế mười mấy hơi thở thời gian khẳng định sẽ bị đốt sống chết tươi quỷ ảnh đối với mình vượt qua thiên đỉnh rất là tự tin đừng nói giang giật coi như phòng ngự cường đại trung giai thiên quân bị nghiền ép đều phải chết sở dĩ hắn không có đi dò xét giang giật chết sống nắm chắc thời gian trước an dưỡng một phen lại nói hắn đã nhanh không chống nổi ông nhưng mà một giây sau nội tâm của hắn đột nhiên run lên cảm giác một loại nguy hiểm trí mạng tại tiếp cận ánh mắt của hắn như điện hướng bên trái đằng trước mấy trục trượng không gian nhìn lại bên kia không gian ba động một cái máu me khắp người thiếu niên theo trong hư không hiển hiện ngay sau đó thân thể của hắn bên ngoài lôi hỏa tuôn trào ra kinh khủng nhiệt độ cao cùng một đôi mắt lạnh lẽo để quỳ ảnh sâu trong linh hồn rung động thế mà không chết làm sao có thể không hắn hoảng sợ kêu to liều mạng chạy trốn nhưng hắn đã bị nhiệt độ cao đả thương nặng tốc độ quá chậm quá chậm giờ phút này giang giật cách hắn quá gần hắn thần thuẫn thoáng cái liền rách tiếp lấy toàn thân giấy lên lừng ngực liệt hỏa hóa thành một mảnh cho bụi ha 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 giang giật một thân hỏa vân khải đều bị máu tươi nhiễm đỏ toàn thân hắn xương cốt có một nửa đều bị đè gãy trên người lôi hỏa thần thuẫn đã sớm phá toái nhưng hắn vẫn là còn sống đúng vậy hắn cược thắng lôi hỏa thần thuẫn không để cho hắn thất vọng Hỏa Vân Khải không để cho hắn thất vọng, hắn hoàn mỹ cường đại nhục thể cũng không để cho hắn thất vọng, sở dĩ hắn rất sung sướng, sở dĩ hắn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không thôi. Trốn, xa xa hát sơn quân đoàn mấy vạn cấp thấp võ giả toàn bộ hoảng sợ bốn phía chạy trốn, bị như thế cự đỉnh nghiền ép mà xuống, thế mà còn chưa có chết, cái này tóc đỏ thiếu niên còn là người sao. chương 727, Lân Công Tử, muốn chạy trốn, Giang giật đôi mắt dần dần trở nên đỏ như máu, trên thân kinh thiên sát khí tuôn trào ra, thật lâu không cần sát lục chân ý phóng thích, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm dặm, hắn tràn đầy tiên huyết miệng rộng giống giận chết, toàn bộ người đều phải chết. Sát lục chân ý vừa ra, khắp nơi phần lớn người không động được, trong mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, đây đều là thần du kim cương cường giả, sát lục chân ý quá cường đại, bọn hắn căn bản không phản kháng được. Hưu Giang giật thân thể vạch phá bầu trời bắt lại giữa không trung lơ lửng một viên cổ thần nguyên giới, kia là quỷ ảnh giới chỉ, bên trong có giang giật 8.000 vạn thiên thạch, còn có thể có được cách xù tài phú, vị này chính là hắc phong quân đoàn thủ lĩnh. Thu hồi giới chỉ về sau, hắn cũng không có đi truy sát đào tẩu chút ít võ giả, mà là hướng phía dưới hố sâu đi. Nơi đó có một cái kinh khủng vượt qua thiên ấn, vừa rồi hắn kém chút bị tươi sống đập chết, giờ phút này toàn thân đại bộ phận xương vỡ vụn, người bị thương nặng liền là bái cái này vượt qua thiên ấn chỗ, như thế chí bảo tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Hố sâu phía dưới vạn trượng, một viên nho nhỏ màu xanh đen tiểu đỉnh an tĩnh đặt ở nơi đó, quỷ ảnh chết cái này vượt qua thiên ấn cũng thay đổi thành vật vô chủ, tự nhiên khôi phục nguyên trạng. Phía trên không có phù văn hiển lộ, thiếu một góc, thoạt nhìn như là một cái rách nát phổ thông bảo vật. Ngụy thần khí, cứ việc toàn thân truyền đến như tê liệt thống khổ, nhưng giang giật đôi mắt vẫn như cũ sáng như mặt trời, ngụy thần khí kia là trên thế giới này nhất cường đại bảo vật, trên người hắn hỏa vân khải cứu được hắn vô số lần mệnh. Lần này có thể được đến một viên loại hình công kích ngụy thần khí, chiến lực của hắn tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn một tay đem vượt qua thiên đỉnh chộp trong tay, Giang giật cảm giác một cỗ không hiểu khí tức từ nhỏ trên đỉnh truyền đến, cầm cái đỉnh này cũng cảm giác cầm một khối lạnh bốt ngọc thạch, rất là kỳ dị. Trước thu hồi, quay đầu lại luyện hóa, Giang giật nuốt một viên thuốc chữa thương, thân thể nổ bắn ra mà lên, hướng hắc phong quân đoàn tổng bộ bay đi. Đại nhân, tha mạng a, à. đại nhân, đừng giết ta, ta nguyện tâm phục khẩu phục ngươi về sau ngươi chính là chúng ta lão đại rồi. Không, đại nhân, đừng có giết ta, ta không muốn chết a. À. Giang giật còn không có tới gần, nơi xa có mấy tên kim cương cường giả tối đỉnh, tự dùng hết khí lực toàn thân gào thét. Giang giật đỏ mắt như máu, loại kia kinh khủng sát khí mọi người kinh hồn bạt vía, kia là từ nội tâm chỗ sâu phát ra ý sợ hãi, nhìn qua tấm kia tuổi trẻ khôi ngô mặt, tất cả mọi người cảm giác giống như là một cái trong địa ngục ác ma. Giang giật mặt như hàn băng không nói một lời, hắn không cần thủ hạ, loại này cấp bậc thủ hạ càng không cần, những này sơn phỉ mất hết thiên lương, gặp người tự giết, lần yếu sợ mạnh, hắn coi như toàn bộ đều giết, trong lòng cũng không có nửa điểm cảm giác tội lỗi. Tại cái này hắc phong sơn, hắn nhiều lần sắp chết, còn bản thân bị trọng thương trong lòng kìm nén hỏa đâu, đương nhiên sẽ không khách khí. Một đường bay đến mà đi, đều không cần động thủ, trên người nhiệt độ cao để phía trước mấy ngàn người toàn bộ hóa thành hỏa nhân, vô số người bản năng phát ra từng tiếng thét dài, hắc phong sơn mạch bên trong trở nên địa ngục. Một ngàn, hai ngàn, năm ngàn, tám ngàn bị sát lục chân ý bao phủ không có đào tẩu bảy tám ngàn võ giả toàn bộ bị đốt sống chết tươi giữa không trung lơ lửng đếm không hết cổ thần nguyên giới cùng chiến giáp binh khí giang giật thần thức tản ra đem phụ cận dò xét một trận xác định không có thiên quân võ giả ẩn núp về sau hắn thân thể vạch phá bầu trời mà đi đem tất cả cổ thần nguyên giới đều thu vào lúc này mới xếp bằng ngồi dưới đất hai tay chấn động đem lôi hỏa thần thuẫn xua tan các loại chờ đánh sơ xác lôi hỏa toàn bộ bị hỏa linh châu sau khi hấp thu Giang giật lấy ra đế cung bạch quang lóe lên, dương đông bọn người phủ giữa không chung, Phượng Loan cùng Giang Tiểu Nô mấy người cũng bị truyền tống ra. Công tử, thiếu gia, Giang gia, Phượng Loan Giang Tiểu Nô dương đông bọn người nhìn thấy Giang giật máu me khắp người toàn bộ dọa sợ, dương đông thần thức quét qua, xác định phụ cận không có cường giả về sau, vung tay lên nói tản ra, đề phòng. Giang giật hư như khoát tay áo, ra hiệu đại gia đừng ngạc nhiên, hắn miễn cưỡng cười nói, hắc phong quân đoàn bị ta diệt, những người còn lại đều trốn, phụ cận hẳn là rất an toàn. Các người trước đề phòng một phen, chờ ta chữa thương một hồi, chế chút lại xoay chuyển trời đất lôi đảo. Hắc phong quân đoàn bị diệt, dương đông cùng như vượng bọn người liếc nhau, trong con người đều là kinh hãi, bọn hắn cùng quỷ ảnh bọn người chiến một trận, chết hơn 40 người, phi thường tinh tường hắc phong quân đoàn đến cỡ nào cường đại. Bọn hắn toàn bộ người cộng lại đều chỉ có thể chờ chết phân, giang giật một người lại đem bọn hắn quân đoàn tiêu diệt. Bốn phía cũng không có thi thể, chỉ có một ít bị hủy diệt kiến trúc, binh khí, chiến giáp gì gì đó, nếu là những người khác nói như vậy, Dương Đông cùng Nghiêu Vượng bọn người hồi khịt mũi coi thường, nhưng mọi người đối Giang giật lại sâu tin không nghi ngờ, đối với hắn cũng càng thêm kính trọng cùng tin phục. Giang giật không để ý đến mọi người, nuốt hai cái thuốc chữa thương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bế quan, Phượng Loan thả ra hắc ám đạo văn, đem phụ cận phương viên hơn 10 dặm bao phủ trong bóng đêm, dạng này hội an toàn hơn một chút. Thương lang cái này cầu tạp toái càng như thế cường đại. Giang giật cùng tất cả mọi người không biết, khoảng cách cái này mấy trăm dặm một cái tiểu sơn ao bên trong ẩn núp một người mặc màu trắng chiến giáp thiên quân cường giả nhân thủ này bên trong cầm một cái thủy tinh cầu giờ phút này kia trong thủy tinh cầu hình tượng chính nhanh chóng bị bóng tối bao trùm cuối cùng một màn lờ mờ có thể thấy được phượng loan chính hai tay múa phóng thích hắc ám đạo văn giống như giang giật bọn người nhìn người nọ nhất định sẽ kinh hãi tên này thiên quân cường giả chính là nguyên thiên lôi thành lục địch thống lĩnh lục bình không có đoán sai việc này trước trước sau sau toàn bộ đều là lục địch ở sau lưng thao túng lục địch thân là con em lục gia phía sau còn có một cái lục gia trưởng lão thúc thúc muốn lợi dụng lục gia tình báo dò xét tiền vạn quán đám người hành tung quá đơn giản muốn liên lạc với một cái sơn phỉ quân đoàn phục kích tiền vạn quán cũng phi thường nhẹ nhõm hắn lần này vốn là muốn mượn đao giết người đem giang giật bọn người xử lý dạng này liền có thể đoạn mất lục bình tài lộ thuận tiện chút cơn giận lại không nghĩ rằng giang giật hung tàn như vậy một người xử lý quỷ ảnh bọn người đem bạch hổ trong đảo Mười đại sơn bọn phỉ đoàn một trong hắc phong quân đoàn cho đánh cho tàn phế. Nếu không phải hắn bản thân bị trọng thương sợ là hắc phong quân đoàn một người đều chạy không được. Thương lang cầu tặc, người chờ đó cho ta. Lục địch âm lãnh con người lấp lóe vài vòng, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ, hắn không dám công khai cùng lục bình vạch mặt. Nhưng muốn âm thầm bố cục đối phó giang giật vẫn là quá đơn giản, trừ phi giang giật bọn người vĩnh viễn không ra khỏi thành. Không ra khỏi thành hừ hừ, lục địch khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, Lục Bình khẳng định sẽ tiếp tục buôn bán lôi thạch, như vậy giang giật bọn người nhất định phải ra khỏi thành giao dịch. Đông Hoàng Đại Lục thương nhân là không thể nào vào thiên lôi thành giao dịch, dễ dàng như vậy nhân tang cũng lấy được, bị lục ra đội chấp pháp chém giết. Chỉ cần giang giật bọn người ra khỏi thành, hắn liền có thể tiếp tục để cho người ta dám thị bọn hắn, lại nghĩ biện pháp bố cục diệt sát giang giật bọn người. Đúng rồi, lân công tử, lục địch đột nhiên nhớ tới cái gì kinh hô một tiếng, hắn đôi mắt thoáng cái trở nên nóng rực lên, cười lạnh thì thào, lân công tử thích nhất thu thập đủ loại mỹ nhân, tiểu nha đầu kia giống như có thể biến thân vậy khẳng định là đặc thù chủng tộc, nhà đầu này đẹp như thế, thuần khiết như giấy trắng, như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Như, mang lân công tử đi thiên lôi thành đi một vòng, cho hắn nhìn thấy cái kia tiểu mỹ nhân, sẽ phát sinh chuyện gì chứ hắc hắc. Hưu, lục địch càng nghĩ càng kích động, lập tức cũng không còn đi quản giang giật đám người, thân thể hóa thành một đạo thần hồng hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong quần sơn chi chít chương 728, hào sảng một cái. Tốt, chữa thương đại nửa ngày, chờ sắc trời hoàn toàn đen lại, giang giật thương thế khôi phục một chút, chỉ ít trên thân không có loại kia như tê liệt đau đớn, hắn thân thể đằng không mà lên, vung tay lên nói, về trước thiên lôi thành lại nói. hưu Phượng Loan mang theo giang tiểu nô lập tức bay lên không, dương đông bọn người đi theo hóa thành mấy chục đạo lưu tinh hướng bạch hổ đảo bên ngoài bay đi. Hắc phong quân đoàn chạy đi một số người, ai cũng không biết có thể hay không dẫn tới còn lại sơn phỉ quân đoàn, giang giật không dám khinh thường, tiền vạn quán cứu về rồi, đến trước tiên chạy về thiên lôi thành, trở lại bên trong địa bàn của bọn hắn. Mọi người là dựa theo lúc đến đường đi trở về, tới thời điểm trên đường sơn phỉ quân đoàn đều bị tiêu diệt, dạng này sẽ an toàn rất nhiều. Phi hành 4 canh giờ, quả nhiên một đường đều rất bình an, trên đường cũng không có tao ngộ nửa cái sơn phỉ. a à, mọi người bay đến lên bờ bờ biển, giang giật nhìn qua giống tuyết biển cả, nghi ngờ hướng Dương Đông nhìn lại, Dương Đông, tại sao không có thiên cơ thuyền chúng ta làm sao trở về? Giang ra, Dương Đông cười khổ nói ra, cái này thiên cơ thuyền cũng không phải là tùy thời đều có, chúng ta đi trước Hồng Nhật Thương hội cứ điểm, chờ đợi bọn hắn thiên cơ thuyền đi ngang qua. Giang ra yên tâm đi, tại bên trong cứ điểm sẽ rất an toàn, bên trong có thiên quân cường giả tối đỉnh tọa chấn, không ai dám làm loạn. Tốt, dẫn đường, Giang giật phung tay lên. Dương Đông mang theo mọi người hướng xa xa một tòa cự đại sơn phong bay đi, còn không có chỗ dựa mạch giang giật liền phát hiện có vài chục đạo thần thức quét tới. Không phục thống lĩnh, ta là Dương Đông. Dương Đông đột nhiên hét lớn, kia mấy chục đạo thần thức biến mất, phía trước cự đại sơn mạch bên trong quang mang lóe lên, cảnh sắc thế mà đại biến dạng, giang giật tại giữa sườn núi nhìn thấy mấy chục tòa to lớn tòa thành. Hiu hiu hiu, một tòa thành lâu đài bên trong bay vụt ra mấy chục người, cầm đầu là một tên trung giai thiên quân, Dương Đông theo đại đội bên trong tách ra đi cùng kia thống lĩnh thương lượng vài câu, từ trong ngực lấy ra một vạn thiên thạch đưa tới về sau, lại bay vụt trở về nói, giang ra, sắp xếp xong xuôi, bất quá thiên cơ thuyền muốn 5 ngày sau mới có thể đến, cái này 5 ngày chúng ta tại tòa lâu đài này bên trong ở lại, sẽ không có vấn đề. Tốt, giang giật đối với Dương Đông là hoàn toàn tín nhiệm, xuất lĩnh mọi người trùng trùng điệp điệp hướng giữa sườn núi tòa thành khu bay đi. Tòa thành hộ vệ đội cũng bay thấp hạ tòa thành trước trên quảng trường, chỉ vào một cái lâu đài nhỏ nói, Dương ra, các ngươi lại tòa lâu đài này đi, quy củ ngươi hiểu là đa tạ hồng phục thống lĩnh dương đông nhẹ gật đầu đưa tay hướng lâu đài nhỏ chỉ một cái nói giang ra mời mọi người hướng tòa thành bên trong đi đến dương đông một đường bàn giao nói giang ra tại ngươi đây khác đừng loạn phóng thích thần thức dò xét còn lại tòa thành đương nhiên nơi này ở lại khách nhân cũng sẽ không tới dò xét chúng ta ngoại trừ ở giữa đại thành lâu đài bên ngoài còn lại tòa thành chúng ta là không thể đi vào ở giữa đại thành lâu đài cùng thiên lôi thành phủ thành chủ đồng dạng bên trong có vô số cửa hàng tử lâu loại hình, còn có rất nhiều hàng lậu, cái này mấy ngày Giang ra cảm thấy buồn bực có thể đi nơi đó đi dạo. Năm ngày thời gian đối với tại Giang giật tới nói một cái chớp mắt liền đi qua, hắn vừa vặn cần chữa thương, cũng không tâm tình đi đi dạo. Hắn mang theo mọi người trở ra, để Dương Đông giàn xếp mọi người, cùng Giang Tiểu Nô Phượng loan tiến vào một cái phòng, đế cung lóe lên đem tiền vạn quán thanh ngư cùng kim giao tung ra ngoài. Lão đại, công tử, tiền vạn quán vừa ra tới ánh mắt thoáng cái khóa chặt Giang giật, nhìn thấy trên mặt hắn trên cổ vẫn là vết máu loang lổ về sau trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ nói lão đại lần này đều là lỗi của ta thật xin lỗi ngậm miệng giang giật trừng mắt nghiêm nghị nói sau này hãy nói có lỗi với ba chữ người cũng đừng gọi ta lão đại rồi tốt biệt nữ người đồng dạng vẻ gượng ép đi an bài một chút sự tình ta muốn chữa thương hết thảy chờ ta chữa thương sau lại nói tiền vạn quán đầu rụt rụt giang giật nổi giận hắn tự nhiên không dám nhiều lời chỉ là con mắt đỏ ngầu rất là cảm động hắn hướng giang giật vừa chắp tay mang theo kim dao đi ra ngoài giang giật quay đầu cùng phượng loan thanh ngư giang tiểu nô nói ra các ngươi nghỉ ngơi trước muốn đi chơi đùa dạo chơi tìm vạn quán là được ta cần chữa thương hai ngày không có việc gì thiếu giang ngươi chữa thương đi ta tại cái này bồi tiếp ngươi giang tiểu nô lắc đầu đối với nàng tới nói có thể lẳng lặng bồi tiếp giang giật liền là chuyện vui phượng loan thanh ngư cũng ra hiệu giang giật mặc kệ hắn bọn họ xếp bằng ở một bên Giang giật không nói thêm lời, tiếp tục ngồi xếp bằng chữa thương, người bình thường thương cân động cốt 100 ngày, hắn xương cốt gần như toàn bộ đoạn mất, cho dù có đỉnh cấp thuốc chữa thương, có hoàn mỹ thể chất, nhưng muốn hoàn toàn khôi phục ít nhất cũng phải hai ngày. Tòa thành bên trong quả nhiên rất an toàn, mặc dù thỉnh thoảng có người hướng bên này bay tới, lại có người rời đi, nhưng đều rất thủ quy củ, giang giật người cũng không ngoài ra, đều ngoan ngoãn tại lâu đài nhỏ bên trong ở lại tu luyện. Nơi này là Hồng Nhật Thương hội một cái cứ điểm, thành nội có được một tên thiên quân đỉnh phong tỏa chấn, không ai dám làm loạn, cũng không có sơn phỉ quân đoàn dám công kích nơi này. Hồng Nhật Thương hội uy danh vang vọng Bạch Long quần đảo, dám công kích bọn hắn cứ điểm, trừ phi ngươi không muốn tại thần tứ bộ lạc lăn lộn. Hai ngày thoáng một cái đã qua, Giang giật chứa thương hoàn tất, hào hào tắm một cái, đổi một thân quần áo sạch, lúc này mới triệu tập hơn 60 tên thiên quân đi đại sảnh, chắp tay nói, lần này đa tạ chư vị hết sức giúp đỡ, vạn quán, quay đầu mỗi người cấp cho 100 vạn thiên thạch vô số thiên quân thân thể run lên, đầy mắt chấn kinh. Giang giật thủ bút này quá lớn A trăm vạn thiên thạch đây chính là 10 vạn công huân, cái này có thể tại bất luận cái gì một tòa thành nhỏ mua một cái trạch viện, cả một đời an nhàn trong thành tu luyện sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không phải là nói dương đông bọn người 10 vạn công huân đều không có, mọi người trước kia đi theo linh đang tỷ ưng ra mấy người cũng đạt được một chút thiên thạch công huân, nhưng lần này mọi người cũng không có lập quá đại công cực khổ. Cuối cùng nếu không phải giang giật, mọi người cũng đều bị hắc phong quân đoàn giết. Giang giật một lần cho trăm vạn thiên thạch, cái này không khỏi quá hào sảng, phải biết bọn hắn còn có hơn 60 người, đây cũng là hơn 6 ngàn vạn thiên thạch a. À. Ừm, ta nhớ kỹ, tiền vạn quán đau lòng khóe miệng giật một cái, nhưng ngay lúc đó cười ha hả mở miệng đáp, ánh mắt quét qua sửng sốt mọi người, trầm giọng nói còn không cảm ơn Giang gia. Đa tạ Giang gia, dám không quên mình phục vụ mệnh. Mọi người toàn bộ chắp tay hành lễ, nhìn qua Giang giật ánh mắt càng thêm cung kính mấy phần. Có thực lực, giảng nghĩa khí, hào sảng. Dạng này lão đại không cùng, bọn hắn còn muốn đi đi theo ai lần này có thể cùng giang giật người tới, cơ bản đều thần phục, nhưng giờ khác này mọi người là quyết tâm đi theo giang giật làm. Ha ha, các người nghỉ ngơi đi, chúng ta đi trước trong thành bảo dạo chơi. Giang giật khẽ vuốt cằm, mang theo phượng loan giang tiểu nô thanh ngư tiền vạn quán kim giao đi ra bên ngoài, trong chiều ở giữa tòa kia lớn nhất tòa thành đi đến, nhìn thấy tiền vạn quán khóe miệng còn tại co rúm, hắn vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai, thấp giọng nói còn đang vì sáu ngàn vạn thiên thạch tâm đau hắc hắc. Lần này chúng ta kiếm lợi lớn, quỷ ảnh cổ thần nguyên trong nhẫn thiên thạch tựu đạt tới 300 triệu, còn có rất nhiều bảo vật đâu, ngoài ra còn có rất nhiều cổ thần nguyên giới không có điều tra, lần này cộng lại ta đoán chừng ít nhất có 4 năm ước thiên thạch. Trễ chút đi tòa thành bên trong, các người coi trọng cái gì ta cho các người mua, giang ra ta hôm nay hào sảng một cái. 4 năm ước, tiền vạn quán thanh ngư phượng loan kim giao hít một hơi lãnh khí, Giang Tiểu Nô thì nháy nháy mắt, tựa hồ không hiểu nhiều số liệu này hàm nghĩa, tiền vạn quán rất nhanh nhếch miệng cười to nói, hắc hắc, lão đại, đây chính là ngươi nói a à, chế chúc ta đi mua một kiện ngụy thần khí chiến giáp, cùng ngươi bộ này đồng dạng uy phong. Ha ha, chỉ cần có, ta hôm nay tự mua cho ngươi. Giang giật cười ha hả, tâm tình của hắn rất không tệ, thiên thạch gì gì đó hắn ngược lại là tiếp theo, lần này hắn đạt được một cái loại hình công kích ngụy thần khí, luyện hóa về sau chiến lược tuyệt đối tiêu thăng, tăng thêm lôi hỏa thần thuẫn, coi như một đám trung giai tiên quân vây công hắn đều không sợ. Năm người đi vào tòa thành bên trong, tùy ý nhìn lướt qua giang giật bị kinh hãi, nuốt nước miếng một cái nói, cái này một cái nho nhỏ thương hội cứ điểm càng như thế phồn hoa, nơi này ít nhất có một ngàn cửa hàng A. Hắc hắc, tiền vạn quán chỉ vào lầu hai nói, nơi này là bạch hổ đảo lớn nhất hắc thị, lầu hai thế nhưng là có rất nhiều siêu thánh khí, đoán chừng ngụy thần khí cũng có. Hắc hắc, lão đại người thế nhưng là nói, nếu là có tự mua cho ta, chương 729, Mộng Y Quần, tòa thành rất lớn, bên trong các loại cửa hàng dày đặc, khoảng chừng hơn một ngàn cái, rất nhiều cửa hàng rất nhỏ, bên trong không có bất kỳ cái gì bài trí, chỉ có một người xếp bằng ở kia, trước người trưng bày một chút bảo vật gì gì đó. Tòa thành có hai tầng, giang giật cũng không có bên trên tầng hai đi, hắn nghi ngờ chỉ vào những cái kia ngồi xếp bằng trên mặt đất người hỏi, những cái kia liền là cái gọi là hắc thị giao dịch. Đúng, Tiền vạn quán gật đầu thấp giọng nói ra, bất luận kẻ nào đều có thể ra một ngàn thiên thạch, tại cái này cần đến một cái cửa hàng nhỏ ba ngày, bày ra chính mình cần bán ra bảo vật hoặc là hiếm lạ vật liệu loại hình vật phẩm. Lầu hai cửa hàng thì đắt một chút, nếu muốn ở phía trên thu hoạch được cửa hàng nhỏ ít nhất cần một vạn thiên thạch, đương nhiên. Chúng ta nếu là muốn đi lên mua sắm đồ vật, mỗi người cần nộp lên một ngàn thiên thạch. Thật hắc, Giang giật nội tâm thầm mắng, chỉ bằng tòa pháo đài này Hồng Nhật Thương hội tùy ý có thể nhật tiến mấy chục vạn thiên thạch A à hắn nhìn chung quanh một lần, phát hiện tới này mua bảo bối người ngược lại là rất nhiều, lầu một ít nhất có mấy ngàn người, cũng may tòa lâu đài này cũng đủ lớn, ở bên trong cũng không lộ ra chen chúc. Đi, trước bốn phía đi dạo, các người coi trọng bảo vật gì cùng ta nói. Giang giật phung tay lên, mọi người tới hào hứng, nơi này cổ quái kỳ lạ vạn nhất nhiều lắm, làm người ta hoa mắt, phượng loan thanh ngư đôi mắt sáng lấp lánh, nữ nhân đối với mua sắm yêu thích là thiên tính, tự liền giang tiểu nô đều rất là hiếu kỳ bốn phía liếc nhìn. Công tử, chúng ta đi nơi này nhìn xem, các ngươi giống như cảm thấy buồn bực trước hết đi nơi khác đi dạo đi, quay đầu chúng ta đi tìm các ngươi. Thanh ngư nhìn thấy một nhà hiệu may đôi mắt lập tức tỏa ánh sáng, Phượng Loan dừng lại cùng giang giật nói hai tiếng. Giang giật nhìn chung quanh một lần nhíu mày hướng tiền vạn quán hỏi, vạn quán, nơi này an toàn sao? Tiền vạn quán gật đầu truyền âm nói, an toàn, Tòa thành là tuyệt đối không thể động võ, bất luận là ai, liền xem như người của Lục gia cũng sẽ không tại cái này làm loạn. Ai dám động đến tay tòa thành bên trong cường giả sẽ trực tiếp giết chết, bởi vì nơi này là Hồng Nhật thương hội trọng yếu nhất một cái hắc thị một trong. Kia tốt, Giang giật nhẹ gật đầu, cười cùng Phượng Loan ba người nói ra, các ngươi đi vào mua ta y phục đi, Phượng Nhi giúp tiểu nô thêm chọn một ta, đừng sợ tốn thiên thạch. Cái này hiệu may chuyên bán nữ váy, Giang giật tiến vào tựu không thích hợp hắn để kim giao chờ ở bên ngoài lấy tam nữ, chính mình cùng tiền vạn quán hướng bên cạnh cửa hàng đi đến. a à, đi 10 cái cửa hàng nhỏ, giang giật bước chân ngừng lại, hắn nhìn thấy một cái lão đầu đầu gối trước trưng bày một cái màu đen chảy sắt, gậy sắt, kia chảy sắt, gậy sắt bên trên truyền đến đạo đạo già nua cổ phát khí tức, mặt trên còn có thần bí đổ văn, nhìn rất là bất phàm. 10 vạn thiên thạch, hắn nhìn thoáng qua chảy sắt, gậy sắt trước ít giá lông mày nhíu lại. Thứ này nhìn rất giống như là siêu thánh khí, thế mà chỉ bán 10 vạn thiên thạch, vị công tử này, thế nhưng là coi trọng cái này bá vương hàng long rộng. Lão giả xem giang giật đậu ở chỗ này, lúc đầu đang nhắm mắt mở ra, có chút thở dài nói, cái này bá vương hàng long sử là ta ra truyền trí bảo, đáng tiếc trong gia tộc lạc, trong tộc rất nhiều con em đều muốn sống không nổi nữa, chỉ có thể bán sạch, vị công tử này xem xét liền là nhà giàu sang công tử, mời hào hào thiện đãi nó. Ây, giang giật có chút tâm động, 10 vạn thiên thạch đối với hắn mà nói hoàn toàn không phải sự tình, lão giả này nhìn cũng thật đáng thương hắn suy nghĩ một chút trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên liền muốn lấy ra thiên thạch nhưng trong đầu đột nhiên vang lên tiền vạn quán truyền âm lão đại khác đừng mua đây cũng là hàng giả hàng giả giang giật chừng mắt nhìn nghi hoặc truyền âm nói thứ này khí thức rất giả nua hiển nhiên có chút niên đại mà lại phía trên đồ văn cũng rất huyền diệu giống như là ẩn chứa một loại nào đó thế cái này sao có thể là hàng giả ha ha tiền vạn quán lắc đầu truyền âm nói lão đại người quá coi thường những này vô lương thương nhân rồi bọn hắn làm giả trình độ rất cao, không tin ngươi để hắn cho ngươi cẩn thận điều tra một phen ngươi nguyên lực tùy ý quán chú thoáng cái, nhìn xem bảo vật này phải chăng có siêu thánh khí uy lực. A à nha, Giang giật ánh mắt hướng lão giả quét tới, trầm giọng hỏi, người bảo vật này có thể cho ta nhìn kỹ một chút sao? Lão giả biến sắc, kiên quyết lắc đầu nói, không được, người dạng này xem là được, cũng có thể tùy ý dùng thần thức dò xét, liền là không thể dùng tay thưởng thức. Nếu không công tử nếu có cái gì cường đại thần thông, đem tiểu lão hai bảo vật cho đổi, ta coi như thua thiệt lớn. Ha ha, Giang Giật cười nhạt một tiếng, nhắm mắt lại tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái. Cái này chảy sắt, gậy sắt bên trong có cấm chế thần thức không thể dò xét. Tại Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái dưới hắn cảm giác lực sẽ phi thường nhạy cảm, hắn cẩn thận cảm ứng chảy sắt, gậy sắt tán phát khí tức, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, mở to mắt lôi kéo tiền vạn quán tự đi. Lão đầu xem xét Giang Giật xoay người rời đi, thoáng cái cuống lên vội vàng lên tiếng nói, ừm công tử ngươi đi như thế nào thế nhưng là chê đắt 8 vạn như thế nào không được tụ 5 vạn. Giang giật hoàn toàn không rảnh để ý, bất quá đối với lão nhân này làm giả thủ đoạn ngược lại là bội phục không thôi, như hắn không tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tra xét rõ ràng, phát hiện cháy sắt, gậy sắt bên trong truyền đến khí tức kỳ thật cũng không phải là cháy sắt, gậy sắt truyền đến mà là bên trong một viên đặc thù tiểu thạch đầu truyền đến, sợ là thực sẽ cho lừa bịp đi qua. Tại một tầng dạo qua một vòng, Giang giật phát hiện rất nhiều hàng giả, thậm chí còn có ngụy thần khí, mặc dù làm giả trình độ hoàn toàn chính xác rất cao, nhưng cùng chân chính ngụy thần khí vẫn là có rất lớn tranh lệch. Bên kia Phượng Loan các nàng đã theo hiệu may chạy ra, Phượng Loan thật xa tự truyền âm nói, công tử, nơi này y phục tương đối xinh đẹp diễm lệ, không có thích hợp tiểu nô muội muội y phục, không bằng chúng ta lên lầu 2 nhìn xem. Tốt, đi, Giang giật nhẹ gật đầu, mang theo mọi người lên lầu 2, cửa ra vào có người mặc màu đỏ chiến giáp thương hội hộ vệ thủ vệ, giang giật bọn người mỗi người nộp lên một ngàn thiên thạch lên lầu 2. Lầu 2 đồng dạng rộng lớn, bất quá ít người rất nhiều, mà lại đa số đều là thiên quân võ giả, còn có một số áo bảo lộng lẫy tuổi trẻ công tử tiểu thư. Giang giật đưa mắt quét qua, đôi mắt rất nhanh phát sáng lên, chỉ vào bên trái một nhà cửa hàng nói, bên kia có ra bán quần áo, giống như rất không tệ nha. Mọi người đi theo hướng bên kia xem xét đều âm thầm gật đầu, bên kia có một gian lớn vô cùng cửa hàng, bên trong đều là các loại quần áo xinh đẹp. Cái này không tệ, phi thường thích hợp tiểu nu muội muội mặc. Còn chưa đi vào cửa hàng, Phượng Loan tự chỉ vào bên trong một kiện váy giải nói, Giang giật tập trung nhìn vào cũng âm thầm gật đầu, kia là một kiện thuần trắng lai quần, toàn bộ bởi màu trắng lông vũ biên chế mà thành, mỗi một phiến lông vũ đều tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, để cả kiện váy giải lộ ra thánh khiết mà mỹ lệ. Trên áo còn khảm nạm lấy mấy chục mai màu vàng kỳ dị hạt châu nhỏ, có yếu ớt hoàng quang hiển hiện, để toàn bộ váy dài trở nên càng thêm lộng lẫy. Giang giật quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tiểu Nô, thấy được nàng đôi mắt tỏa sáng, hiển nhiên rất là thích, vung tay lên hướng bên trong một cô gái trung niên nói ra, trưởng quý, cái này váy dài bao nhiêu thiên thạch. Ha ha, trung niên nữ tử mặc một thân quần dài màu lam nhạt, khí chất thanh nhã, nàng chậm rãi đi tới cười nói các vị khách nhân ánh mắt thật tốt, đây là bản điếm tốt nhất quần áo, tên mộng y quần, là trấn điếm chi dụng. Giá cả không đắt lắm, ba ngàn vạn thiên thạch, ba ngàn vạn, Phượng Loan bọn người hít một hơi lãnh khí, tiền vạn quán khóe miệng co quắp động không ngừng, tiểu nô trong mắt quang mang cũng nhanh chóng ảm đạm xuống, tự liền giang giật đều đôi mắt co rụt lại. Một kiện váy dài muốn ba ngàn vạn đây là đoạt thiên thạch sao phải biết Phượng Loan các nàng ở phía dưới mua mấy trăm kiện, cũng liền bỏ ra hơn 10 vạn thiên thạch mà thôi. Tiểu nô trầm ngâm một chút, ánh mắt theo trên váy dài rời, đầu lắc đến chống lúc lắc, nói thiếu ra, chúng ta không mua, cái này váy ta không thích chương 730, ta không cảm thấy vinh hạnh. Giang giật mỉm cười, sờ lên Giang Tiểu Nô khuôn mặt nhỏ, trong chiều nam nữ tử hỏi, trưởng quý, không thể bớt. Không thể thiếu, trung niên nữ tử cười khẽ lắc đầu nói, vị công tử này, đây cũng không phải là phổ thông váy, mà là một kiện siêu thánh khí. Vẫn là linh hồn phòng ngự loại hình, luyện hóa cái này mộng y quần coi như hạ giai thiên quân công kích linh hồn, cũng tuyệt đối đánh giết không được vị tiểu thư này, đại nhân có thể để vị tiểu thư này mặc vào thử một chút, mà lại cái này mộng y quần đặc biệt thưa thớt, chất liệu phi thường đặc thù, toàn bộ bởi thần tàm đại lục thần tàm tia bệnh mà thành. Tốt, Giang giật phung tay lên, hào khí vượt mây nói, đừng nói nữa, ba ngàn vạn tựu ba ngàn vạn, ta mua. Thiếu ra, Giang tiểu nô cắn bối môi, còn tại không ngừng lắc đầu, nàng không biết ba ngàn vạn thiên thạch có bao nhiêu, nhưng nàng biết rõ Phượng Loan vừa rồi mua một kiện quý nhất váy mới mấy ngàn thiên thạch, nàng cái này lại là Phượng Loan một ngàn lần. Ha ha, Giang giật cưng chiều nhìn qua Giang Tiểu Nô cười nói, Tiểu Nô, chỉ cần ngươi thích đồ vật, đừng nói ba ngàn vạn, coi như ba trăm triệu thiếu ra cũng giúp ngươi mua. Giang Tiểu Nô thân thể mềm mại run lên, con mắt thoáng cái toát ra hơi nước, Phượng Loan cùng Thanh Ngư liếc nhau, đều có chút bản năng bắt đầu ghen tị, bất quá nghĩ đến Giang Tiểu Nô đối với Giang giật tầm quan trọng, hai người rất nhanh liền bình thường trở lại. Tiền vạn quán còn tại vừa hút hơi lạnh, nếu là người khác hắn khẳng định chửi ầm lên bại gia tử, Giang giật hắn cũng không dám nói một chữ. Y phục này mặc dù là linh hồn loại siêu thánh khí, nhưng tác dụng cũng không lớn, hạ giai thiên quân giang giật tùy ý có thể miểu sát một mảng lớn, muốn tới làm gì dùng y phục này chỉ bất quá dễ nhìn một chút mà thôi. Xa xa xa, vào thời khắc này, nơi xa đi tới một đội người, từng cái áo bảo lộng lẫy, khí chất bất phàm, mà trong đó có một tên thiếu nữ xinh đẹp, thật xa tự nhìn chằm chằm mộng y quần, kinh hô lên, mộng y quần hoàng ca ca, lần này chúng ta vận khí thật tốt, lại có mộng y quần nhân ra nghĩ đến rất lâu, ta muốn mua, ha ha xinh đẹp thiếu nữ bên người công tử khẽ mỉm cười nói chỉ cần ngươi thích cái gì đều mua chủ quán y phục này ta muốn giang giật bọn người bị thanh âm hấp dẫn nhìn lướt qua đi qua mày nhân lại giang giật ánh mắt hướng chủ quán nhìn lại cái kia trung niên nữ tử áy náy hướng nơi xa nhanh chân đi tới hoa bảo công tử nói ra thật có lỗi hoàng công tử cái này mộng y quần đã bị người mua mà lại mộng y quần ngươi cũng hẳn là biết rõ ba năm mới có thể ra một kiện hoàng công tử ngươi có thể nhìn xem cái khác ta cho người đánh cái giảm còn 80% tốt. Hoàng công tử thiếu nữ bên cạnh không làm, duỗi ra một cái tay bắt hắn lại cánh tay một trận loạn giao động, làm nũng nói, không nha, ta tự thích mộng y quần, ta nam ngoái liền muốn mua, hoàng ca ca ta liền muốn cái này. Tốt tốt tốt, hoàng công tử cười khổ một trận, ánh mắt nhìn về phía giang giật bọn người, khi hắn quét về phía phượng loan cùng giang tiểu nô lúc, đôi mắt rõ ràng sáng lên, đi về phía trước hai bước, phong độ cử chỉ nhanh nhẹn hạ thấp người mỉm cười nói, tại hạ bạch hổ thành hoàng mộc, gia phụ Hoàng Thiên Diệu, xin hỏi ba vị tiểu thư phương danh. Phượng Loan ba người sắc mặt thoáng cái trầm xuống, không để ý đến vị này Hoàng Công Tử, mà là ánh mắt nhìn về phía Giang Giật. Hoàng Công Tử chờ dây lát, nụ cười trên mặt vừa thu lại, ánh mắt khóa chặt Giang Giật nói, tiểu tử, người y phục này chuyển nhượng cho ta, ta cho ngươi một trăm vạn thiên thạch, như thế nào? Một trăm vạn, Giang Giật khóe miệng lộ ra một chút nụ cười trào phúng, này cầu thí công tử thật coi hắn là muốn cơm. Đương nhiên, Hắn cũng không có ý định tranh phong tương đối, chỉ là lạnh lùng đáp lại nói: "Thật có lỗi, vị công tử này, y phục này chúng ta đã mua, cũng không muốn bán trao tay. Ta cho ngươi 10 triệu." Hoàng công tử sắc mặt càng kém, trong tay cổ thần nguyên giới sáng lên, xuất hiện một cái khác cổ thần nguyên giới nói: "Cầm lấy thiên thạch, lập tức xéo ngay cho ta." "Ừ, tiền vạn quán kim giao đám người sắc mặt trầm xuống, Phượng Loan thanh ngư cũng mặt ngọc rét lạnh, Giang tiểu nô kém chút trực tiếp biến thân giết người. Giang giật vừa nhấc áp chế mọi người, khóe miệng hiển hiện nụ cười sán lạn trong tay hắn cổ thần nguyên giới cũng phát sáng lên đồng dạng hiển hiện một cái giới chỉ lạnh nhạt nói ra trong này có năm ngàn vạn thiên thạch ngươi nếu là theo cái này leo đến lầu một đi cái này thiên thạch sẽ là của ngươi như thế nào bá 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 hoàng công tử sau lưng hơn mười người sắc mặt toàn bộ đại biến ánh mắt âm lãnh khóa chặt sang giật trên thân đằng đằng sát khí một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ bộ dáng cái này hơn mười người có ba cái là trung giai thiên quân còn lại toàn bộ là hạ giai thiên quân, cái này hoàng công tử địa vị hiển nhiên không nhỏ. Hoàng công tử tức giận vô cùng mà cười nói, "Tốt, tốt, tốt. Tiểu tử ngươi có gan, tại Bạch hổ đảo dám cho không ta hoàng mộc mặt mũi không có mấy người, tiểu tử ngươi xem như một cái." Ta không cảm thấy vinh hạnh." Giang giật cười khẽ lắc đầu, mà phía sau sắc đột nhiên biến đổi, lạnh lùng nói ra cút. "Ông." Hoàng công tử người đứng phía sau trong nháy mắt khí thế toàn thịnh, hoàng công tử trong tay một thanh bảo kiếm hiển hiện nguyên lực lấp lánh kém chút liền muốn động thủ chém người ha 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 giang giật cất tiếng cười to quát lớn làm sao muốn động thủ hồng nhật thương hội không có ai sao nơi này tùy ý có thể động thủ giết người sao nếu là có thể cái này thương hội cũng không cần mở ra hiu 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 giang giật còn chưa nói xong nơi xa mấy chục đạo thân ảnh màu đỏ bay vụt mà đến trong đó ít nhất có 10 tên trung giai thiên quân toàn bộ người mặc màu đỏ chiến giáp rõ ràng là hồng nhật thương hội nhân một lão giả thật xa tự quát khẽ dừng tay nếu không giết chết bất luận tội hoàng công tử đám người sắc mặt lại thay đổi thành bạch đan sen tức giận đến toàn thân phát run phía sau hắn một tên trung giai thiên quân lão giả lôi kéo một cái cánh tay của hắn thấp giọng nói công tử không muốn tại cái này nháo sự nếu không gia tộc hội trọng phạt tốt 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 hoàng công tử trường kiếm trong tay biến mất oán độc nhìn chằm chằm giang giật nói tiểu tử có dám cho biết tên họ nếu không ta sợ đại thủy vọt lên miếu long vương hạng người vô danh giang giật nhún vai không quan trọng nói ra không nhọc công tử nhớ thương chúng ta đi hoàng công tử hung hăng nhìn chằm chằm giang giật một chút quay người dẫn người nổi giận đùng đùng hướng lầu một đi đến tiền vạn quán vội vàng nhích lại gần thấp giọng nói ra lão đại lần này phiên toái cái này hoàng gia là bạch hổ thành đệ tam đại gia tộc vị này hẳn là hoàng gia trực hệ tử đệ giang giật cười cười không có trả lời quay người cùng chủ quán nói ra chủ quán đem váy lấy xuống giống như không có vấn đề có thể trả tiền Trung niên nữ tử đem váy dài lấy xuống, đưa cho Giang tiểu nô nói: "Vị tiểu thư này, cái này váy dài chưa từng luyện hóa, ngươi chỉ cần nhỏ máu liền có thể nhận chủ." Vị kia hiểu được công kích linh hồn có thể tùy ý thử một chút hiệu quả. Thiếu gia, Giang tiểu nô có chút không dám tiếp, Giang giật tiếp nhận váy dài ném cho Giang tiểu nô, lấy ra một cây tiểu đao nhẹ nhàng tại trên ngón tay của nàng vạch một cái, một giọt tiên huyết nhỏ tại trên váy dài lập tức biến mất không thấy, Giang tiểu nô tâm niệm vừa động váy dài tự động biến mất tại trong cơ thể của nàng sau đó lại phù bên ngoài cơ thể. Ông, trên váy dài sáng lên một đạo ánh sáng nhu hòa, Giang Tiểu Nô cả người đều bao phủ tại thần thánh quang mang bên trong, lần này thật tựa như một cái trích là thế gian tiên nữ, tự liền Phượng Loan cùng Thanh Ngư đều cảm giác có chút ghen ghét. Hưu, Giang giật mi tâm một đạo hồng quang lóe lên, một cái hồn kiếm xuất hiện bắn thẳng đến Giang Tiểu Nô, nào biết hồn kiếm bay đến Giang Tiểu Nô mi tâm lúc, lại bị bạch quang cản trở. Giang giật âm thầm gật đầu, đem hồn kiếm thu vào, mặc dù hắn không hề sử dụng toàn lực, nhưng cái này mộng y quần đích thật là linh hồn phòng ngự bảo vật. Giao tiếp thiên thạch, Giang giật mỉm cười khua tay nói, đi thôi, lại đi nhìn xem có cái gì tốt bảo bối. Lão đại, Phượng Loan bọn người sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, lo lắng, tiền vạn quán lần nữa thấp giọng nói ra, chúng ta tại tòa thành bên trong là an toàn, đi thiên cơ thuyền bên trên cũng là an toàn, nhưng chúng ta ra khỏi thành lâu đài đi thiên cơ thuyền trên đường kia hoàng công tử tùy thời có thể dùng phục kích chúng ta, ta nhìn hắn bộ dạng này, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. chương 731, phong ảnh áo choàng Ha ha, Giang giật không thèm để ý chút nào lắc đầu nói, một cái hoàn khố công tử thôi, chỉ cần không phải người của lục gia, có sợ gì chi cái kia mấy cái trung giai thiên quân, ta. Thật đúng là trướng mắt, hoàng gia là bạch hổ thành đệ tam đại gia tộc, điều này nói rõ không phải tội đảo 13 nhà tộc một trong, chỉ cần không phải thần tứ bộ lạc chúa tể. Gia tộc này tựu không thế nào đáng sợ, đắc tội liền đắc tội. Trọng yếu nhất chính là, đây chỉ là một ăn chơi thiếu ra thôi, có thể điều động cường giả chỉ có nhiều như vậy, luôn không khả năng cái này hoàng công tử một câu, gia tộc bọn họ phái ra một tên thiên quân đỉnh phong tới đi. Lui một vạn bước nói, coi như đối phương điều một tên thiên quân đỉnh phong, Giang giật hôm nay cũng sẽ không nhượng bộ. Giang tiểu nô là nghịch lân của hắn, ai bảo Giang tiểu nô không vui, coi như thiên vương lão tử hắn cũng giết không tha, sở dĩ hắn cũng không có đem vấn đề này để trong lòng, cùng lắm thì độn thiên mang theo đại gia thoát đi. Giang giật trầm ngâm một hồi cùng tiền vạn quán bàn giao nói, vạn quán, người tốn hao một chút thiên thạch đi tìm hiểu thoáng cái vô song tin tức của hai người. Lão đại yên tâm đi, tiền vạn quán gật đầu nói, ta đã sớm an bài, theo về thời gian tính toán hai người hẳn là đến Lam Long Thành, ta sớm có an bài, lại có tin tức truyền đến. Tốt, Giang giật không hỏi thêm nữa, mang theo mọi người tiếp tục đi dạo. Hắn cũng không phải là rảnh đến nhất cả trứng, chỉ là hắn suy đoán vị kia hoàng công tử rất có thể tại tòa thành bên ngoài chờ hắn, đã như vậy liền để hắn chờ lâu một hồi đi. Hắn nhiều hứng thú bốn phía loạn chuyển, tiền vạn quán bọn người lại không hăng hái lắm, từng cái lo lắng. Dạo qua một phòng giang giật đột nhiên tại một cái cửa hàng nhỏ bên trong ngừng lại, nơi này có một cái trung niên đại hán ngồi xếp bằng, đại hán trước người trưng bày một cái kỳ quái bảo vật, đó là một thanh to bằng cánh tay thanh đồng chìa khóa, vết xỉ lốm đốm, phía trên đồng dạng có cổ phát khí tức, chìa khóa bên trên đồ văn cũng rất là dườm già huyền diệu, cái này chìa khóa yết giá 300 vạn thiên thạch. Lão đại, đi thôi khẳng định lại là hàng giả mà lại coi như hàng thật cũng không có tác dụng gì đây không phải bảo vật gì tiền vạn quán nhách miệng có chút khinh thường nói giang giật lại cười khẽ lắc đầu nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét sau một lát hắn mở to mắt hỏi cái chìa khóa này các hạ từ chỗ nào lấy được đại hắn nhắm mắt lại giang giật bọn người ở tại cửa hàng bên ngoài dừng lại cũng không có mở ra giờ phút này cha hỏi mới có hơi không nhịn được mở to mắt nói ra muốn mua tựu cho thiên thạch lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy Hừ, tiền vạn quán thoáng cái khó chịu, lôi kéo giang giật muốn đi, giang giật khoát tay áo mỉm cười hỏi, người thứ này ta có thể mua, nhưng người dù sao cũng phải giới thiệu một phen đi. Ây, tiền vạn quán cùng phượng loan bọn người nghi ngờ nhìn qua giang giật, coi như cái này chìa khóa là hàng thật, cũng cảm giác không phải công kích hoặc là pháp bảo loại phòng ngự, rất có thể là một cái bảo dương bảo khố mở khóa chi dụng. Không có bảo dương bảo khố cầm chìa khóa để làm gì 300 vạn thiên thạch cũng không phải số lượng nhỏ. Người thật mua, Đại hán hoài nghi nhìn Giang giật một chút, gặp hắn nhẹ gật đầu, đại hán lúc này mới trầm giọng nói ra, cái này chìa khóa là năm đó ta tại Đông Hoàng Đại Lục một cái phế tích bên trong thu hoạch được. Vị công tử này ta cũng không gạt ngươi, trước kia ta hoài nghi cái này chìa khóa là cái nào đó bảo khố mở cửa cơ quan, bất quá ta tìm hơn 10 năm, tại Đông Hoàng Đại Lục tìm rất nhiều phế tích, di tích, cũng không có phát hiện có bảo khố, cái này chìa khóa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, công tử như thật muốn mua. Ngươi cho ta trăm vạn thiên thạch là được, tốt, thành giao giang giật nhẹ gật đầu lấy ra trăm vạn thiên thạch thu hồi chìa khóa liền rời đi hắn nhìn thấy tiền vạn quán lại muốn truyền âm vội vàng khoát tay thấp giọng nói vạn quán ngươi đừng nói nhiều như vậy cái này chìa khóa là hàng thật mà lại cái này chìa khóa bên trong cấm chế trận pháp phi thường thần kỳ trăm vạn thiên thạch không nhiều như về sau có thể có cơ duyên mở ra bảo khố vậy liền kiếm lợi lớn a à nha tiền vạn quán không nói thêm lời mọi người dạo qua một vòng cuối cùng tại một cái cửa đại trong cửa hàng ngừng lại cửa hàng này phía trên có hồng nhật hai cái chữ to hiển nhiên là hồng nhật thương hội nhà mình cửa hàng cửa hàng rất lớn khoảng chừng phương viên ngàn trượng chia rất nhiều phòng khách nhỏ bên trong bảo vật rất nhiều thánh khí siêu thánh khí nhìn hoa cả mắt giang giật phòng ngựa có hỏa vân khải công kích có vượt qua thiên đỉnh tự nhiên không thiếu bảo vật vào đây cũng liền xem cái hiếm lạ hắn hướng phượng loan thanh ngư nhìn thoáng qua nói các ngươi tùy ý nhìn xem có yêu mến cùng ta nói ta tặng cho các ngươi Giang Tiểu Nô vừa bỏ ra Giang Giật ba ngàn vạn thiên thạch, con mắt cũng không dám nhìn loạn, đi theo Giang Giật bên người đi dạo, Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng tới hào hứng, tại một tên thị nữ đồng hành đi dạo xung quanh hỏi thăm. Vị công tử này thế nhưng là đối với mấy cái này bảo vật không có hứng thú. Cùng đi Giang Giật đám người thị nữ nhìn thấy Giang Giật một đường chỉ là tùy tiện hỏi một chút, cũng không muốn mua sắm bảo vật dáng vẻ mở miệng nói ra, công tử, chúng ta cái này có một kiện trấn điếm chi bảo, so những bảo vật này đều muốn. Cao nhất cái cấp bậc, như công tử có đầy đủ thiên thạch, ta có thể mang chư vị tiến đến nhìn xem. Thật là có ngụy thần khí, Giang giật cùng tiền vạn quán đầy mắt kinh ngạc, như thế chí bảo hồng nhật gia tộc bản thân cường giả không cần, thế mà lấy ra bán ra Giang giật sửng sốt một chút dò hỏi cần bao nhiêu thiên thạch. Thị nữ nhẹ nhàng cười nói, 50 ức, ây, Giang giật trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, tiền vạn quán khóe miệng lại là co lại, Giang giật khoát tay áo nói, không nhìn, ta mua không nổi. Công tử nói đùa, thị nữ thái độ rất không tệ, còn người nhất chuyển cho Giang Giật giới thiệu, công tử bên kia cũng có một chút đặc thù bảo vật các người có thể đi qua nhìn một chút, tỉ như linh hồn phòng ngự siêu thánh khí, tích hỏa châu, gia tăng tốc độ áo choàng. Thị nữ lời nói còn chưa nói xong, Giang Giật lông mày nhíu lại, ngắt lời nói, còn có có thể gia tăng tốc độ áo choàng. Có, thị nữ khẳng định gật đầu nói, kia là Đông Hoàng Đại Lục đường ra tác phẩm, bên trong có được cường đại phong hệ đạo văn trận pháp, có thể ngưng tụ phong lực lượng để võ giả tốc độ tăng lên giang giật đôi mắt sáng lên hứng thú hắn nguyên lực cảnh giới quá thấp mặc dù nhục thể cường đại để tốc độ tăng lên rất nhiều nhưng thời khắc này tốc độ vẻn vẹn nhưng so sánh kim cương đỉnh phong nếu có thể tăng lên một chút dựa vào lôi hỏa hắn giết người hội lại càng dễ một chút hắn vội vàng dò hỏi có thể tăng lên bao nhiêu tốc độ thị nữ không có trả lời mà là làm một cái thủ hiệu mời vừa đi vừa cùng giang giật nói ra công tử mời tới bên này cụ thể bên trong ta tại giới thiệu cho ngươi Giang giật tiền vạn quán cùng kim giao đi theo thị nữ tiến vào một cái thiền điện, bên trong có một cái trung giai thiên quân ngồi xếp bằng thủ hộ, thị nữ chỉ vào một cái tử kim đài bên trên cất giữ hai cái bảo hạp, nói ra cái này hai kiện áo choàng phân biệt mệnh danh phong vân cùng phong ảnh, xin hỏi công tử tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới cái tình trạng gì. Giang giật trầm giọng trả lời, kim cương đỉnh phong, thị nữ gật đầu nói, công tử như luyện hóa phong vân áo choàng, tốc độ có thể tăng lên tới thiên quân cảnh nhất trọng tả hữu nếu là luyện hóa phong ảnh áo choàng, hẳn là có thể tăng lên tới thiên quân cảnh tam trọng thiên quân tam trọng giang giật con mắt thoáng cái mở tròn vo cái này áo choàng quá thần kỳ chẳng lẽ là thiên quân cường giả tối đỉnh dùng tới giai phong hệ đạo văn ngưng tạo thiên quân tam trọng tốc độ phối hợp cùng hắn lôi hỏa tuyệt đối là lợi khí giết người a hắn nuốt nước miếng một cái hỏi phong ảnh cần bao nhiêu thiên thạch thị nữ cười nhạt một tiếng duỗi ra hai cái ngón tay tiền vạn quán gật đầu nói hai ngàn vạn thiên thạch lão đại không tệ a có thể mua thị nữ lắc đầu khẽ cười nói, vì công tử này, không phải hai ngàn vạn, mà là hai ức. Bịch, tiền vạn quán toàn thân thịt mỡ run lên, đặt mông ngồi dưới đất, bạch nhãn trực phiên, hôn mê bất tỉnh. chương 732, thông linh trí bảo, hai ức, giang giật cũng có chút thịt đau, nếu là mấy ngàn vạn thiên thạch hắn không có nửa điểm do dự, lần này hắn liều chết diệt quỷ ảnh bọn người mới cho tới 4 năm ước thiên thạch, cái này mua sắm một kiện siêu thánh khí liền gần hai ức. Hắn muốn đi thần tứ thành nội ở lại, vậy cần một tỷ thiên thạch, cái này lôi thạch sinh ý có thể hay không làm còn hai chuyện đâu, thoáng cái tốn hao hai ức thiên thạch, thật sự là hắn có chút không nỡ. Chỉ là hắn phi thường cần gia tăng tốc độ bảo vật, hắc phong sơn mạch một trận chiến, để hắn phát hiện tốc độ tầm quan trọng, hắn nguyên lực tăng lên phải cần một khoảng thời gian, tốc độ có thể mau hơn một chút, về sau sống sót tỷ lệ sẽ càng lớn một phần. Hắn trầm ngâm một chút, do so hỏi, nếu ta cảnh giới tăng lên tới thiên quân cảnh, cái này phong ảnh áo choàng có thể tăng thêm bao nhiêu tốc độ, Thị nữ trả lời, công tử thực lực càng mạnh, phong ảnh áo choàng tăng lên tốc độ so ra mà nói hội càng yếu hơn hơn một chút, đương nhiên. Coi như công tử thực lực đạt tới thiên quân ngũ trọng, áo choàng có thể tăng lên tốc độ vẫn là khả quan, giống như công tử đạt tới thượng giai thiên quân về sau, cái này áo choàng tựu gần như không có tác dụng gì. Giang giật gật đầu, tiếp tục hỏi, giá cả, còn có thể thấp một chút sao? Thị nữ ánh mắt nhìn về phía thủ hộ cái này thiền điện vị kia trung giai thiên quân lão giả, lão giả một mực nhắm mắt tu luyện Giờ phút này cũng không có mở to mắt, chỉ là hờ hững nói ra thấp nhất 150 triệu. Tốt, Giang giật cắn răng đáp ứng, thiên thạch bỏ ra có thể kiếm lại, thực lực mới là căn bản, không có thực lực nếu là bị giết, trên thân lại nhiều thiên thạch cũng là người khác, còn không bằng tiêu hết. Phong ảnh áo choàng là màu đen, chất liệu rất là tinh mỹ, phía trên có hoa lệ long hình đồ văn, nhìn uy phong bá khí, cái này siêu thánh khí cũng là chưa từng có người nào luyện hóa, Giang giật nhỏ máu liền có thể nhận chủ. Tại nhận chủ sau Giang giật cảm giác cùng cái này áo choàng có một tia tinh thần liên hệ, hắn nguyên lực quán chú áo choàng lập tức phùng lên, hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tại thiền điện bên trong dạo qua một vòng, rất là hài lòng gật đầu nói tốc độ quả nhiên tăng lên không ít. Ha ha, thị nữ cùng Giang giật giao tiếp thiên thạch về sau, theo trong giới chỉ lấy ra một tấm tử kim sắc tấm thẻ đưa cho Giang giật nói, công tử, bởi vì ngươi tại thương hội thành giao mức vượt qua 100 triệu, sau này sẽ là chúng ta thương hội khách quý, mua sắm tất cả vật phẩm đều có thể hưởng thụ giảm còn 80% đãi ngộ, về sau tại tòa thành rừng chân cùng cưỡi chúng ta thương hội thiên cơ thuyền đều là miễn phí. a à, còn có chuyện tốt như vậy, Giang giật âm thầm gật đầu, không dám ở phủ cần tiếp tục dừng lại, nơi này bảo vật nhiều lắm, mà lại đều là giá trên trời, vạn nhất lại coi trọng cái gì, trên người thiên thạch sợ là toàn bộ sẽ tiêu đi. Bên ngoài Phượng Loan cùng Thanh Ngư cũng mua một chút đồ chơi nhỏ, bất quá đều là mấy vạn thiên thạch, hai người cũng không dám phung phí, mặc dù Giang Giật phân biệt cho bọn hắn mấy trăm vạn thiên thạch. Tại tầng 2 chuyển hơn một canh giờ, Giang Giật cũng hài lòng mang theo mọi người trở về, đi ra tòa thành bên ngoài đại môn, không ra Giang Giật ngoài ý liệu, bên ngoài trên quảng trường quả nhiên có một đám người đang đợi. Nhìn thấy bọn hắn sau khi đi ra, Hoàng Công Tử trên thân lập tức sát khí như hồng, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Giang Giật nói, tiểu tạp trùng, ngoan ngoãn tới cho ra quỳ xuống dập đầu ba cái, lại đem mộng liên quần dâng lên, việc này như vậy bỏ qua nếu không ta để ngươi vĩnh viễn lưu tại bạch hổ đảo hoàng công tử sau lưng ngoại trừ tên kia xinh đẹp tiểu thư cùng ban đầu hộ vệ bên ngoài lại nhiều hơn hai mươi người toàn bộ đều là thiên quân trung giai thiên quân trọn vẹn nhiều năm người hiển nhiên là kéo tới viện quân hoàng công tử bên người còn nhiều thêm một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên công tử đầu ngẩng lên thật cao cười lạnh nói giám đắc tội hoàng công tử tiểu tạp toái ngươi là sống ngán a à, ngươi cũng đã biết tại bạch hổ đảo coi như 10 đại sơn bọn phỉ đoàn thủ lĩnh nhìn thấy hoàng công tử đều muốn khách khách khí khí. Giang giật hờ hững liếc nhìn cái này hơn 40 người, trọn vẹn nhìn mười mấy hơi thở thời gian, mới phun ra hai chữ, ngớ ngẩn